nhân loại dần rơi vào thời kỳ khủng hoảng, đôi chút lầm lỡ dễ dàng để lũ người ngoài hành tinh xâm nhập. Các nhà khoa học phải vận ra IQ 2000 mới có thể hiểu mã cốt, giọng nói chói tai của nó. Nguyên nhân dẫn tới sự việc đó từ đâu mà ra? Phải chăng người trái đất đã đả kích đến nó? Trên một sa mạc ở Yemen, người đàn ông này nghe thấy tiếng động lớn từ trên không trung truyền đến. Anh ngước nhìn lên trời thì thấy một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, tò mò nhìn về phương xa thì phát hiện món đồ đó đang động đậy. Nó mang theo một lớp bụi cát dày đặc lao ở phía anh. Những con lạc đà phía sau dường như cảm nhận được nguy hiểm liền quay đầu chạy một mạch không thèm nhìn lại, còn anh đang trong trạng thái ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng muốn xem rốt cuộc thứ đó là gì. Đúng vào lúc đó món đồ ấy dừng lại trước mặt, anh nghiêm túc quan sát, chỉ thấy một cục gì đó màu đen đang động đậy. Một giây sau, vụ nổ cực mạnh khiến anh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một thị trấn của nước Mỹ cách đó không xa, nơi ấy cũng không được bình yên cho lắm. Cảnh sát trưởng Tyson lại nhận được tin một hộ gia đình nữa bị mất tích. Đi đến khu vườn của gia đình đó, Tyson vừa nhìn đã phát hiện điều khác thường. Một đám quạ bay lượn rất có quy luật trên cánh đồng ngô, mà mảng ngô ở dưới dường như đã biến thành màu đen. Ông lập tức dẫn trợ lý đến đó. Quả nhiên phát hiện một cái hố hình tròn, ngô ở xung quanh miệng hố đã bị đốt cháy đen. Bọn họ phát hiện chiếc xe của người mất tích bên cạnh miệng hố. Điều kỳ lạ là khu vực đất xung quanh chiếc xe không hề có dấu bánh xe. Điều này chứng tỏ chiếc xe không được lái đến nơi này, vậy làm sao nó đến được đây? Đồng thời họ còn phát hiện ví tiền của chủ xe vẫn còn trên xe. Vào lúc họ đang thắc mắc thì hàng trăm hàng ngàn con côn trùng lao về phía họ, chớp mắt đã bay đến nơi. Xe hơi không có kính chắn gió, những con côn trùng cứ như vậy lao thẳng vào mặt John. Ông khổ sở lấy hai tay che mặt, may mà đồng đội kéo ông ra sau xe thì hai người mới thoát được một kiếp. Ngày hôm sau, Tyson chính thức nghỉ hưu, nhưng trong bữa tiệc chúc mừng ông đột nhiên đi đến cánh đồng ngô hôm trước, ông hét lớn kết quả ông trời thật sự đáp lại. Dưới đất có thứ gì đó đang di chuyển, ông quỳ trên mặt đất dùng tay đào mới. Thứ đó lại trốn sang một bên khác, sau đó biến mất. Ông dừng lại, cứ tưởng mình xuất hiện ảo giác nhưng mặt đất lại xuất hiện động tĩnh lớn hơn. Ngay sau đó có gì đó đập vào sau gáy khiến ông ngất đi. Lúc này bầu trời tối đen, phía trên cái hồ đó xuất hiện một vật thể kỳ lạ có kích thước rất lớn. Ngay sau đó nước Mỹ xuất hiện hiện tượng người dân đồng loạt bị chảy máu mũi, trên diện rộng. Một nhóm học sinh trong tiết âm nhạc. Đột nhiên một bạn nữ bị chảy máu mũi, ngay sau đó bạn nam cũng bị chảy máu mũi. Các bạn học sinh sợ hết hồn, vứt hết nhạc cụ trong tay rồi hét toáng lên. Cô giáo thấy vậy sợ đến mức đứng hình, không ai để ý có một cậu bé vẫn bình yên vô sự ngồi im. Rất nhanh Anissa đã đến trường, cô chính là mẹ của cậu bé khi nãy. Hiệu trưởng nói với Anissa rằng họ không biết nguyên do những đứa trẻ bị chảy máu mũi, duy nhất trong số đó con trai cô không bị. Nghe vậy, việc đầu tiên Anissa làm là đưa con trai đến bệnh viện khám tổng quát. Bác sĩ không phát hiện ra điều gì cả, chỉ nói khi về uống nhiều nước ấm. Lúc này cậu bé đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, dường như không bị chảy máu mũi cũng là một điều sai trái. Trên đường về nhà, em gái lại bị chảy máu mũi nhưng cậu vẫn không bị làm sao cả. Về đến nơi, họ đang ngồi xem hoạt hình, đột nhiên màn hình bị nhiễu sóng, sau đó tự động chuyển sang thời sự. Thời sự đưa tin một lượng lớn động vật đang chạy về phía thành phố giống, như đang tìm đường thoát nạn. Anissa vô cùng lo lắng, cô chợt nhớ đến chồng mình Ahmed muộn như thế này rồi sao vẫn chưa về nhà. Lúc này cậu con trai Luke nói trên iPad hiển thị tín hiệu điện thoại của bố biến mất, ở khung ngoài ô, vì lo lắng cho chồng nên Anissa đến nơi tín hiệu, thì phát hiện chồng mình ngoại tình. Chuyện này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Về đến nhà, cô đau đớn òa khóc, cô từ bỏ công việc bác sĩ của mình, tình nguyện trở về nhà làm một người nội trợ, không ngờ đổi lại là sự phản bội của chồng. Cô không thể nào kìm nén lửa giận trong lòng. Chồng vừa về nhà, cô và chồng đã cãi nhau một trận. Đúng vào lúc này thìa và dĩa trên bàn đột nhiên di chuyển. Ngay sau đó cả căn nhà bắt đầu rung lắc, tất cả các đồ dùng trong nhà lũ lượt rơi xuống đất, đèn điện không ngừng chớp nháy. Hai người vội vàng ôm đầu tìm chỗ trốn. Rất nhanh đèn điện bị tắt hết, tiếng hét của con truyền đến, bọn họ vội vàng chạy đi dỗ dành con. Sau đó Anissa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy bên ngoài khắp nơi đều có lửa, nhà cửa cũng bị phá hoại. Ahmed ra ngoài xem thấy xung quanh toàn lửa nhìn vô cùng thảm hại. Anh hỏi hàng xóm có chuyện gì xảy ra vậy, hàng xóm nói hình như là động đất nhưng có vẻ giống khủng bố hơn. Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn, điện bị đứt, điện thoại mất tín hiệu. Mà lúc này mọi người phát hiện nhà của Ahmed không bị làm sao cả. Mọi người đi đến hỏi Ahmed tại sao nhà anh không bị sao hết, ẩn ý trong câu hỏi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Ahmed. Anh cũng không biết tại sao, chỉ nói có lẽ là do anh may mắn. Nhưng càng ngày càng có nhiều hàng xóm vây quanh khiến anh đang không biết phải làm sao. Chợt trong nhà truyền đến tiếng hét của con, Ahmed vội vàng chạy về nhà thấy Luke đang bịt tai lại trông vô cùng đau đớn. Cậu không ngừng hét lên, Anissa cố gắng dỗ dành con. Không lâu sau có điện trở lại, đèn điện sáng lên, cuối cùng Luke cũng bình tĩnh lại. Cậu thắc mắc hỏi cả nhà, mọi người không nghe thấy sao? Một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ way oh way oh.
rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Tất cả phải bắt đầu từ một con tàu vũ trụ. Trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tàu vũ trụ thành công đi vào quỹ đạo đã được định sẵn. Mọi người hoan hô chúc mừng, nào ngờ chưa vui bao lâu, phi hành gia ở bên trong tàu vũ trụ phát hiện ra điều bất thường. Dường như bọn họ nhìn qua cửa kính thấy gì đó ở bên ngoài. Một giây sau tàu vũ trụ bị vỡ một mảnh lớn. Sáng ngày hôm sau, nhân viên kỹ thuật Michiki được gọi đến phòng thí nghiệm, họ đã mất liên lạc với tàu Hoshi cách đây 3 tiếng trước, đã thử mọi cách nhưng không thể kết nối lại. Nghe thấy chuyện này, Michiki lo lắng hơn bất kỳ ai khác, cô mắng cục trưởng một trận, hỏi cục trưởng tại sao không gọi cho cô sớm hơn, bởi trong số phi hành gia, Hinata là bạn gái của cô. Michiki vội vàng đến trước máy tính liên tục thao tác cuối cùng, tín hiệu cũng trở lại. Bọn họ phát hiện vào 3 tiếng trước tàu Hoshi từng phát tín hiệu cầu cứu về đất liền, nhưng không biết vì sao mặt đất không nhận được. Sau đó Michiki mở camera giám sát ra, cô bất ngờ phát hiện hình ảnh camera không một bóng người, mà trên thân tàu vũ trụ bị lùng một lỗ lớn. Mọi người rơi vào trầm mặc, Michiki về nhà như người mất hồn, cô buồn bã đau đớn chạy đến quán bar uống rượu giải sầu. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, cô nhìn lên ngôi sao trần nhà do bạn gái tặng cho mình, cô đột nhiên có cảm giác Hinata vẫn chưa chết. Thế là cô lại đến cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản, nhưng cục trưởng nói với cô vụ này đã được chính phủ tiếp quản rồi, ông không thể đứng nhúng tay vào chuyện này nữa. Đàm phán không được, Michiki nhân lúc đang còn hơi men trong người giật lấy thẻ ra vào của cục trưởng, xông vào trong phòng thí nghiệm đồng thời khóa trái cửa. Sau hàng loạt thao tác cô thành công khôi phục lại số liệu, một đoạn video chiết xuất camera đã ghi lại cảnh tàu vũ trụ bị vật thể, không xác định đâm bể. Cùng lúc đó, cô cũng phát hiện ra trong nhạc nền của video có âm thanh kỳ lạ. Michiki tháo âm thanh đó ra sau đó phóng to lên trong những âm thanh hỗn loạn có hai từ lặp đi lặp lại, wayo wayo. Nhưng đúng vào lúc này nhân viên bảo vệ xông vào cưỡng chế đưa Michiki ra ngoài. May mà Michiki đã sao chép đoạn âm thanh này lại và mang ra ngoài. Cậu tìm đến bố của Hinata là Mirai, ông là chuyên gia sửa chữa và phục hồi âm thanh nổi tiếng. Sau khi Mirai dùng loa công suất lớn để phát đoạn âm thanh này ra, cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy cát trong chậu cây theo tiếng động di chuyển một cách có quy luật. Hai người vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, Michiki đến cơ quan hàng không vũ trụ nói, cho cục trưởng biết những gì cô vừa phát hiện ra. Cục trưởng nói vào 6 tiếng đồng hồ trước, bọn họ đã nhận được đoạn âm thanh này rồi. Sau khi nghiên cứu phát hiện âm thanh này không phải do tàu Hoshi phát ra. Nhưng trong vũ trụ không thể chuyển đi âm thanh với âm thanh này. Cục trưởng nói với Michiki, chuyên gia người Mỹ đang phối hợp điều tra với chúng ta, bởi vì trên khắp thế giới có ít nhất 6 nơi nhận được đoạn âm thanh như thế này. Bọn họ cho rằng đây là tín hiệu do người ngoài hành tinh phát ra. Đây cũng là lý do tại sao cơ quan hàng không vũ trụ mời đến nhiều chuyên gia ngôn ngữ như thế. Vào lúc này trên TV, Tổng thống Mỹ thông qua 100 kiểu ngôn ngữ gửi thông điệp tai họa của loài người đến rồi cho toàn thế giới biết. Vừa nãy chính phủ Mỹ đã dùng hơn 100 loại ngôn ngữ đưa ra bài phát biểu hướng đến toàn thế giới. Dựa vào thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy con người có thể sẽ bị tuyệt chủng, một loài sinh vật ngoài hành tinh xâm lược trái đất vẫn chưa rõ hình dạng của nó, thì đội quân chiến đấu mạnh nhất của con người đã bị tiêu diệt. Lúc này cậu bé Casper, tương lai có khả năng giải cứu toàn thế giới vẫn đang bị trùng trường bắt nạt. Do cậu thường xuyên bị phát bệnh động kinh nên bị nhóm trùng trường coi như quái vật. Lúc trên xe buýt đi du ngoại, bệnh động kinh của cậu lại tái phát, cả người cậu co giật mắt trợn ngược. Thầy giáo lo lắng quay đầu lại nhìn. Lúc này phía trước đột nhiên có rất nhiều vật thể không rõ từ trên trời rơi xuống. Thầy giáo vội vàng đánh tay lái, kết quả chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng xuống vách núi. Thầy giáo ở đầu xe bị thương nặng còn bị xe đè lên người không thể động đậy, may thay nhóm học sinh chỉ bị thương nhẹ không sao hết. Nhưng bọn họ phát hiện tất cả điện thoại đều bị mất tín hiệu không thể nào cầu cứu, họ chỉ đành chờ cứu viện. Nào ngờ người thế giới bên ngoài đang rối như canh hẹ, mọi người không còn tâm trí đâu để ý đến bọn họ. Sau một đêm khổ sở chờ đợi, thầy giáo do bị thương quá nặng nên đã qua đời, các bạn học sinh tuyệt vọng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Lúc này trùng trường trút giận lên người Casper, cậu ta cho rằng vì Casper lên cơn động kinh nên mới bị tai nạn xe. Thậm chí cậu ta còn nói cho mọi người biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp của gia đình Casper. Casper quen với việc bị bắt nạt nên lần này cậu cũng không phản kháng. Casper thu gom đồ đạc đi về phía vách núi. Tiếp theo đó, cậu leo lên trên dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả các bạn. Cuối cùng dựa vào ý chí hơn, người cậu đã leo ra khỏi vách núi. Thấy vậy các bạn khác lần lượt học theo Casper leo lên trên, ra khỏi vách núi họ mới phát hiện hung thủ thật sự gây ra tai nạn xe đó là vệ tinh bị rơi. Casper nhìn những mảnh vỡ này vô cùng bất ngờ. Cậu lấy ra cuốn sổ mà cậu thường mang theo bên người, không ngờ cảnh tượng trước mắt giống như những gì cậu đã vẽ. Lúc này bạn nữ cũng phát hiện ra điều khác thường, Casper vội vàng cất cuốn sổ đi. Đây đều là những hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, mỗi khi cậu lên cơn động kinh. Lẽ nào cậu có khả năng tiên tri tương lai? Sau đó các bạn học sinh phát hiện một chiếc ô tô chở hàng, trên đó toàn là đồ ăn nhưng không thấy bóng dáng tài xế đâu. Các bạn học sinh bị đói một ngày một đêm thấy đồ ăn vô cùng mừng rỡ, cuối cùng vấn đề thức ăn đã được giải quyết.
Casper phát hiện trên cửa kính có một cái lỗ, điều này chứng tỏ tài xế xe đã gặp nạn, mà trên ghế có một đống gì đó màu đen còn mọc lông. Lúc này điện vô tuyến trên xe đã mang đến hy vọng cho Casper. Cậu gọi bạn giỏi về điện đến, sau một hồi điều chỉnh cuối cùng cũng có tiếng, nhưng cho dù có chuyển kênh cũng chỉ nghe thấy thông báo khẩn cấp, thông báo rằng mọi người cố gắng ở yên trong nhà không được ra ngoài. Điều này khiến trong lòng những cô cậu học sinh có dự cảm không lành. Đến nước này một số bạn học vẫn ngây thơ, một mực đời ở lại canh chừng đồ ăn chờ người đến cứu viện. Không còn cách nào khác, Casper và một số người khác chỉ đành mang theo một số lương thực tiếp tục lên đường. Không biết đi mất bao lâu cuối cùng họ cũng nhìn thấy nhà. Một người phụ nữ lái xe ngang qua, họ chặn người phụ nữ ấy lại mong cô giúp đỡ đưa họ quay về thành phố. Người phụ nữ này ánh mắt ngờ nghệch như vừa mới trải qua chuyện gì đó rất sốc, cô không chịu quay về thành phố và cũng không biết phải đi đâu. Khi đám trẻ hết lời năn nỉ cuối cùng cô cũng đồng ý. Rất nhanh xe đã dừng ở ngoài thành phố, các bạn học sinh phát hiện đây không phải thành phố London mà chúng biết. Chui qua hàng rào sắt, bọn họ chỉ thấy nơi này hoang tàn nổ nát, trên đường không một bóng người. Tất cả các bạn học sinh tách nhau ra, bọn họ chỉ muốn lập tức về nhà gặp người thân của mình. Sau đó cô bạn nữ The Miller đi theo Casper, đi đến con hẻm vắng vẻ, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, hỏi Casper có phải cậu biết những chuyện người khác không biết đúng không? Bị cô khẳng hỏi, cuối cùng Casper cũng nói cho bạn thân biết bí mật của mình. Cậu nói từ khi sinh ra đã khác với những người khác. Lúc cậu lên cơn động kinh có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Trước kia cậu cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng tối qua cậu biết bệnh động kinh của cậu khỏi rồi, mà những thứ đó không phải ảo giác bởi vì chúng đã đến rồi. Cậu có thể cảm nhận được chúng đang ở ngay bên cạnh cậu. Vừa nói xong Casper liền kéo The Miller vào góc đường sau đó cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài. Cậu bé này vừa bị chảy máu mũi vừa ngồi vẽ vòng tròn lên bàn, cậu vẽ từng vòng tròn một cách chăm chú. Anh lính người Mỹ bên cạnh gọi mãi cũng vờ như không nghe thấy, không còn cách nào khác, anh lính bèn nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Cuối cùng cậu bé cũng có phản ứng, Casper chỉ về khu đất trống phía trước. Binh lính Mỹ lập tức lên đường đi về phía đó, nhưng vừa đến nơi cát ở dưới chân họ đột nhiên bay ngược lên trên giống, như đang bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh. Nhóm binh lính như đang di chuyển trong màn đêm, không lâu sau cát đã biến mất, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả mọi người ngạc nhiên há hốc mồm. Một vật thể không rõ là gì có màu đen kịt với kích thước rất lớn, trên người nó còn có vôi số chỗ. Đúng vào lúc này binh sĩ nhận được mệnh lệnh nổ súng từ bộ đàm chuyến đến, bọn họ lần lượt nổ súng nhưng đạn không làm gì được nó cả. Một giây sau nó thả một quả giấm khổng lồ, đám binh lính bị hất văng ra ngoài chết ngay tại chỗ. Không biết bao lâu sau, Jack Anti phát hiện xung quanh đã trở thành một đống đổ nát, đồng đội đã mất tích. Càng đáng sợ hơn là anh phát hiện bộ đàm đã bị mất tín hiệu, định vị GPS cũng không có sóng, anh chỉ có thể đoán phương hướng để quay về. Bất chợt định vị của anh đột nhiên hiển thị gần đó có một người đồng đội, anh dựa vào định vị đến bệnh viện phát hiện bệnh viện không một bóng người. Jack Anti tìm đến dưới tầng hầm cuối cùng, cũng tìm được một y tá và đồng đội của mình đang thoi thóp. Y tá tưởng vụ tấn công này là do quân đội Mỹ, bà liên tục chửi mắng Jack Anti. Lúc này nhóm phản quân phát hiện ra Jack Anti đang đi khắp nơi tìm anh, Jack Anti vội vàng kéo tủ xuống sốt ruột chờ đợi. Chặn đường đi sau đó ôm lấy đồng đội chạy thoát thân bằng đường khác. Một tên phản quân dường như nghe thấy trong bóng tối có người. Hắn quay đầu lại, nhưng thứ chào đón hắn là một sinh vật gì đó. Những tên phản quân khác bị Jack Anti bắn vài phát chất sạch, đồng đội của anh không kịp ứng cứu cũng bị tắt thở. Jack Anti vô cùng đau buồn, anh trở lại căn cứ. Việc đầu tiên anh làm là gọi về căn cứ của chỉ huy nhưng không nhận được phản hồi. Trong lúc vô vọng anh tìm được một tờ mật báo ở trong thùng rác, trên đó viết do bị sinh vật không rõ là gì tấn công, hơn nữa chất lỏng mà nó tiết ra có thể khiến cơ thể bị thối rữa rất nhanh. Quân Mỹ không thể nào chống lại được, nên hạ lệnh cho tất cả mọi người rút về căn cứ không quân ở Kabul. Sau khi nghỉ ngơi trong lát, Jack Anti lập tức lên đường đến Kabul, nhưng sau khi đến nơi anh mới phát hiện cả căn cứ không một bóng người. Trên mặt đất xác người nằm ngổn ngang khắp nơi, thậm chí còn có xác của một sinh vật không xác định. Màu đất xanh tươi màu mỡ giờ biến đen than, rải rác khói bụi. Jack Anti đề cao cảnh giác, định tìm kiếm người còn sống, anh tình cờ gặp được vài người dân tị nạn ngang qua. Người dân tị nạn nói họ đang đến sân bay dân dụng ở gần đó. Nơi đó có máy bay bay về Mỹ, thế là Jack Anti cùng bọn họ chạy đến sân bay. Sau khi đưa ra thân phận là biệt đội siêu, Jack Anti thành công lên máy bay, nhưng máy bay không thuận lợi về đến Mỹ mà hạ cánh ở Anh. Quân Anh nói với Jack Anti bây giờ không còn máy bay bay về Mỹ nữa. Hóa ra trong tình trạng hệ thống kiểm soát không lưu bị tê liệt, máy bay không thể nào bay qua Đại Tây Dương. Cho dù Jack Anti rất sốt ruột nhưng không làm gì được, cuộc sống trong quân đội vốn dĩ được Jack Anti dùng để trốn tránh nỗi đau mất con, mà bây giờ mọi thứ đã hóa thành tro bụi. Anh có nhà nhưng không thể về, anh chỉ có thể đứng nhìn thành phố London ngập trong khói lửa, cảm thán cuộc đời vô thường. Jack Anti tuyệt vọng đến quán bar uống rượu giải sầu, cho đến khi một cậu bé cầm một sấp tranh vẽ đến gặp anh. Do sau vài đợt tấn công, những ngôi nhà trong thị trấn đã bị sập, bị mất mạng, mất điện, riêng nhà của Ahmed vẫn không bị làm sao.
Anh đang thắc mắc thì một tiếng động lớn vang lên, nhà của anh cũng không may mắn thoát nạn. Thế là gia đình Ahmed giống như bao người khác, vội vàng mang theo một số vật phẩm quan trọng lên đường chạy thoát thân. Rất nhanh anh đã phát hiện không có mạng Tesla không thể khởi động. Anissa vô cùng sốt ruột, cô vừa quay đầu, thì thấy ông chồng tệ bạc của mình đang cầu xin hàng xóm đưa anh đi cùng. Vào thời khắc mấu chốt, anh ta quyết định bỏ rơi gia đình đi theo nhân tình. Anissa tức đến mức cả người run rẩy, cô đi đến giật lấy điện thoại của chồng, cuối cùng thông qua Bluetooth kết nối với Tesla, thành công khởi động xe. Chưa đi được vài tiếng, bọn họ lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác là xe bị hết điện. May mà họ tìm được một thị trấn vẫn chưa bị mất điện, nhưng nơi này cũng rất hỗn loạn, mọi người đang tranh nhau vật tư. Anissa bảo ông chồng tệ bạc của mình đi sạc điện, còn cô đi mua đồ ăn. Lúc này cô nhìn thấy TV đang đưa tin tất cả mọi nơi, trên thế giới đang bị tấn công, tất cả khoác lên mình dáng vẻ của ngày tận thế. Cùng lúc đó cô nhìn thấy chiếc khóa xe của người khác để quên, trên bàn khiến nội tâm đấu tranh. Anissa quay đầu lại nhìn chồng mình, thấy Ahmed không cướp được cục sạc điện còn bị người ta tấn công. Thế là Anissa không do dự mà cầm chìa khóa lên, đưa theo hai đứa trẻ chạy ra bên ngoài tìm xe, sau đó gọi Ahmed giúp mình đưa hành lý qua. Chiếc xe vừa khởi động, chủ nhân của nó đã phát hiện ra xe bị trộm nên nhanh chân đuổi theo. Anissa quả quyết đạp ga, một bên là đạo đức, một bên là an nguy của đám trẻ. Trong thời kỳ loạn lạc này cô buộc phải đặt sự an toàn của con mình lên hàng đầu. Chẳng chạy được bao xa thì xe lại hết xăng, càng rắc rối hơn là đứa con trai vào trong rừng đi vệ sinh lại đột nhiên mất tích. Họ đưa theo cô con gái chạy vào rừng điên cuồng tìm kiếm, lòng cứ lo sợ không biết con trai có xảy ra chuyện gì không hay. Cuối cùng bọn họ tìm thấy một căn nhà trong rừng, một người đàn ông cầm súng chạy từ bên trong ra. Thấy bọn họ liền bảo con trai họ đang trong nhà, sau đó mời bọn họ vào bên trong. Bà vợ cũng đồng ý cho bốn người nhà bọn họ trú lại nơi này. Tuy nhiên ông chồng yêu cầu Ahmed phải cùng mình ra ngoài tìm thức ăn, Anissa nhìn sao cũng không thể ổn. Cô biết tên chồng tệ bạc chỉ giỏi tán gái này sẽ chẳng thể làm được tích sự gì, cuối cùng tự nguyện bỏ bản thân sẽ đi cùng ông ấy. Cô nơm nớp lo sợ đến một siêu thị lại phát hiện ra đồ, trong này đã bị cướp hết sạch, càng đáng sợ hơn nữa là một nhóm binh lính đi đến bao vây. Họ nói rằng nơi này đã ban hành lệnh cấm đi lại vào ban đêm, ngoại trừ nhân lực nhà nước và bác sĩ ra thì tất cả người dân đều phải ở nhà. Vì để thoát khỏi bọn họ, cô đã tự nhận mình là bác sĩ. Không ngờ họ vừa nghe từ bác sĩ liền đưa cô đi, bởi bây giờ họ rất cần bác sĩ. Rất nhanh họ đã mặc bộ đồ phẫu thuật lên cho Anissa, sau đó để cô vào phòng phẫu thuật. Vị bác sĩ đang làm phẫu thuật thúc giục Anissa nhanh chóng khâu lại vết thương. Dù Anissa là sinh viên tốt nghiệp ngành y, nhưng vừa tốt nghiệp cô ấy đã về vun vén cho gia đình, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm làm việc nào, vậy nên cô mới chần chừ mãi không dám làm. Bác sĩ bên cạnh luôn miệng nói Anissa nhanh chóng khâu miệng vết thương lại, bằng không bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Lúc này cô ấy phát hiện bên trong vết thương có thứ đồ gì đó, cô cẩn thận gấp ra, thế mà lại là một loài sinh vật kỳ lạ màu đen. Bác sĩ mổ chính ngay lập tức cảm ơn kinh nghiệm phong phú của cô, nếu không nhờ cô phát hiện ra thứ này, thì khi khâu lại rất có thể bệnh nhân sẽ dẫn đến tử vong. Sau đó một bác sĩ ưu tú trong mắt mọi người như, cô đã được cử đến một địa điểm khác, nghe nói đây là một trường học đang bị tấn công. Nghe đến trường học, Anissa mới nhớ hai đứa trẻ nhà mình cũng đang đợi cô ấy. Cô nhanh chóng bảo tài xế dừng xe lại, tài xế không thể đưa cô ấy trở về. Anissa xuống xe tự mình chạy bộ về. Trên đường trở về đâu đâu cũng là xác chết của binh lính, chắc chắn xe ở đằng sau đã gặp vài công kích rồi. Cô vô cùng sợ hãi liền trèo lên một chiếc xe bọc thép, nhưng làm cách nào cũng không thể khởi động. Cuối cùng cô chỉ đành nhặt tạm một khẩu súng rồi chạy đi. Lúc cô trở về căn nhà kia thì đã phát hiện không có ai ở đây nữa, chỉ thấy khắp căn nhà là một màu đen kịt. Đi được vài bước Anissa va phải xác của chú chó vàng trên mặt đất làm cho vấp ngã, chú chó cũng bị thứ màu đen kia lấp đầy. Cô nghĩ rằng cả gia đình mình đều đã gặp nguy rồi liền bật khóc đau khổ. Đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh, dường như là âm thanh bức tường đang bị đâm thủng. Anissa bị dọa sợ, cô nhanh chóng trèo lên tầng 2. Anissa trốn vào trong phòng để đồ. Lúc này âm thanh lớn với tần số thấp truyền đến, đồ vật cũng vì vậy mà đổ xuống. Lúc này có một cánh tay từ từ thò ra, từ bên trái khiến Anissa sợ chết khiếp, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là người đàn ông của ngôi nhà này. Ông ấy kéo cô lên gác nói mọi người đều đang trốn ở đây, chồng và hai đứa con của cô vẫn còn sống. Dù cho bên ngoài vô cùng đáng sợ nhưng lúc này cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trên gác mái tối om, người bố đang an ủi hai đứa con của mình, người ngoài hành tinh chỉ cần nước, họ sẽ không làm hại chúng ta. Mà người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh lại nói, vậy tại sao bọn chúng lại phải đến nhà của họ? Chắc chắn là nước không đủ làm thỏa mãn bọn chúng, chúng đói rồi thì cuối cùng cũng sẽ đến ăn thịt chúng ta mà thôi. Anissa không chịu nổi lời đe dọa của người phụ nữ nữa, bà ấy chỉ biết dọa trẻ con mà thôi, thế là cô kiên quyết muốn rời khỏi nơi này. Nhưng người đàn ông lại giơ súng ra uy hiếp, không cho cô đi bởi vì ông ấy sợ một khi phát ra tiếng động, thì sẽ thu hút bọn sinh vật ngoài hành tinh đến. Không ngờ Anissa vừa bị đẩy ngã thì con gái va phải rơi xuống lầu.
Anissa nhanh chóng xông đến xem xét, vẫn may con gái không bị gì cả, cơ mà đứa bé vẫn đang sợ hãi và khóc ầm lên. Anissa nhanh chóng nhảy xuống dưới bịt miệng đứa nhỏ lại, thế nhưng loài sinh vật kia đã đến rồi, giờ chạy cũng không kịp nữa, cô chỉ đành đưa con gái nấp vào sau cửa. Sinh vật ngoài hành tinh kia vẫn đang mò tìm con mồi ở ngay cách vách cánh cửa, tiếng động lớn rung lắc vạn vật dọa cô con gái phát run. Mà trên gác lúc này cũng bắt đầu rung lắc. Trong phút chốc mọi người đều trở nên hoảng loạn, người phụ nữ cũng trượt chân rơi xuống phía dưới. Chồng bà ấy nhanh chóng kéo bà lại nhưng đã không kịp nữa rồi, dường như chân bà đã bị thứ gì đó lôi xuống. Ahmed thấy vậy liền ôm theo con trai, nhanh chóng đi xuống tụ họp với vợ và con gái ở bên dưới. Ahmed kéo đồ đến chắn trước cửa, Anissa đưa hai đứa con vào trốn trong phòng trước. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy con quái vật tiến gần bên này từ trong gương, Anissa nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Ahmed nhưng anh ấy không nghe thấy được. Ahmed vừa quay đầu lại thì đã bị con quái vật bổ nhào đến. Anissa cũng không kịp đau buồn, nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ chạy thoát ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài lúc này mưa to gió lớn, họ chạy đến bên chiếc xe lại phát hiện cửa đã bị khóa. Lúc đang không biết làm thế nào thì lại nghe thấy hai tiếng súng vang lên, hóa ra là người chủ nhà, ông ấy vẫn còn đang chiến đấu với quái vật. Ông ấy ném chìa khóa sang cho Anissa, còn bản thân tiếp tục nạp đạn đấu với quái vật. Đột nhiên con quái vật lao vào người ông ấy, lão lập tức bất tỉnh tại chỗ. Anissa thấy vậy nhanh chóng khởi động xe, kết quả phía sau xe lại bị một cái cây chắn mất, cho dù làm thế nào cũng không nhúc nhích. Lúc này sinh vật ngoài hành tinh cũng đã nhắm trúng bọn họ, nó nhanh chóng bò lên mui xe. Chỉ một động tác nhỏ đã phá vỡ cửa kính xe, nó bò về phía trước, há mồm định đớp hết bọn họ một lượt. Anissa lấy ra súng bắn vào người nó nhưng đạn bắn cứ như gãi ngứa, căn bản không có tác dụng gì. Đã vậy đạn còn hết sạch, Anissa tiện tay nhặt một cây gậy đánh bóng đâm thẳng vào miệng nó, thế nhưng vẫn không nhầm nhỏ. Anissa theo bản năng nắm bắt đồ vật xung quanh không ngừng phản kháng, vô tình lấy một viên đá màu đen từ trong túi, không nói nhiều liền đâm vào người con quái vật. Sau 7-7-4-9 nhát đâm xuống, con quái vật tưởng chừng như bất tử kia lại chết rồi. Anissa chưa hoảng hồn đã phải đẩy con quái vật xuống xe. Không ngờ tới là Ahmed vẫn chưa chết, anh ấy đang lê từng bước chân nặng nề bước ra từ căn nhà. Sau khi nghĩ cách thoát khỏi nhánh cây, cả nhà bốn người cuối cùng cũng lái được xe rời đi. Họ đến ngôi trường mà trước đây quân đội muốn đưa Anissa đến, ở đây tập hợp rất nhiều người dân tị nạn. Bởi vì mang thân phận là một bác sĩ, gia đình của Anissa đã nhận được đãi ngộ tốt nhất, được phân đến một căn phòng riêng lớn. Hai đứa trẻ đột nhập vào phòng xác. Tony nói người ngoài hành tinh sau khi diệt người xong sẽ để lại thứ gì đó, màu đen ở trên cơ thể của xác chết. Sau đó nó sẽ phát triển thành lông màu đen, giống như con người là nguồn máu nuôi dưỡng người ngoài hành tinh vậy. Bố cậu bé bảo rằng sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ tiêu diệt hết loài người, con người vốn không thể đánh bại được bọn chúng. Luke lại nói rằng mẹ của cậu ấy vừa trừ tiêu một con quái vật vào tối hôm qua. Tony không tin, bảo cậu bé chỉ chém gió là giỏi. Lúc này Luke cầm viên đá màu đen kia đến gần cái xác chết, việc này đã làm kinh động đến mọi người. Chỉ thấy viên đá vừa lại gần xác chết thì đám màu đen kia lập tức điên mất, lông cũng sợ mà co quắm lại. Bên phía quân đội nhanh chóng lấy viên đá đi nghiên cứu, họ phát hiện ra đám sinh vật nhỏ có lông mọc trên dung dịch của người ngoài hành tinh tưởng chừng như không chết này, thế mà khi viên đá màu đen lại gần thì chúng lập tức lụi tàn cả. Khi nhỏ axit mạnh lên, bọn chúng lại càng dễ bị ăn mòn hơn nữa. Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một phát hiện to lớn có thể thay đổi được thế cục. Rất nhanh viên đá này đã được đóng gói lại để bảo vệ, đến cả nhà của Ahmed cũng được hộ tống trên xe bọc thép đến căn cứ quân sự. Trên đường đi họ lại phát hiện có hai chiếc xe đuổi theo ở phía sau. Lúc binh lính trong xe còn đang nghi hoặc đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện, trên mái xe bọc thép, hắn nổ súng về phía xe của quân đội. Một trận đấu súng kịch liệt nổ ra, Anissa ôm khư khư hai đứa nhỏ bảo vệ chúng. Lúc này xe bên cạnh lại bắn nổ lốp xe của quân đội, chiếc xe mất khống chế lật ra giữa đường. Binh lính trên xe vẫn ngoan cường phản kháng đến cùng, Anissa bên này nhanh chóng cầm lấy viên đá và đưa bọn nhỏ chạy vào trong rừng. Không lâu sau, tiếng súng đã ngừng lại và có âm thanh lớn gọi gia đình Ahmed trở lại. Nhưng từ xa nhìn đến, âm thanh kia lại là của đám tội phạm tấn công ban nãy. Lần này Ahmed quyết định ra dáng một người trụ cột gia đình, anh ấy bảo Anissa đưa đám nhỏ đi tiếp, bản thân sẽ ở lại để đánh lạc hướng đám tội phạm. Chưa đi được bao xa anh đã gặp được một người lính, ông ấy nói với Ahmed ở đây đã an toàn rồi, cứ gọi vợ và con cái đến. Ahmed lớn tiếng bảo vợ và con rằng bên này đã an toàn rồi, đến đây đi. Anissa sau khi nghe vậy cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Hóa ra đây là ám hiệu, Ahmed cũng không ngốc, người lính này rõ ràng cùng ruột với bọn tội phạm kia. Lúc này người lính cũng không giả vờ nữa, với diễn xuất dở tệ của Ahmed thì hắn ta vừa nhìn đã nhận ra rồi. Hắn dùng bộ đàm thông báo với đồng bọn tiếp tục tìm ba mẹ con Anissa, sau đó đưa súng lên bắn chết Ahmed. Không lâu sau, Anissa và hai đứa nhỏ đã đến một vùng đất trống, xung quanh đều bao trùm một màu đen kịt. Cô ấy đưa viên đá màu đen ra từ từ đi về phía trước, mảng đen trước mặt lập tức tản ra hai bên.
Một bên khác, cậu bé kéo cô bạn đến góc tường sau đó cẩn thận thăm dò tình hình, chỉ thấy một loài sinh vật như hổ đói đang nhìn chằm chằm sang bên. Nó nhiều chân, nhiều tay hoàn toàn không giống bất cứ loài sinh vật nào trên trái đất. Cô bé sợ đến nỗi run lên bần bật, Casper không ngừng an ủi cô bé, hãy hít thở sâu để bình tĩnh lại. May mắn lúc này tiếng súng từ xa truyền đến đã thu hút con quái vật rời đi. Casper nhân cơ hội chạy về nhà, sốc tham khi thấy mẹ đã nằm bất động trên xe lăn, trên người phủ một lớp màu đen, mà thứ màu đen này còn kéo dài lên tận trên trần nhà. Nhìn thấy Casper đau khổ tuyệt vọng, Zermiller bên cạnh tiến đến an ủi cậu, nỗi đau biến thành sự căm phẫn. Casper nói với Zermiller rằng mình phải báo thù, cô bạn khuyên cậu nên bình tĩnh một chút, dù gì đó cũng là sinh vật ngoài hành tinh. Casper lấy ra tranh mình vẽ nói mình có thể làm được, mình dự đoán được rất nhiều chuyện. Việc cần làm bây giờ là phải làm sao mới có thể khiến chứng động kinh của cậu phát tác. Cô bạn vẫn chưa hiểu như thế này thì làm sao báo thù được, Casper rất chắc chắn mình có thể làm được, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy cách làm cho chúng chết thì sẽ có cách tiêu diệt chúng. Nhưng làm thế nào để Casper phát tác chứng động kinh đây? Zermiller đột nhiên nhớ đến bệnh viện mà mẹ làm việc, nhưng họ vừa ra ngoài thì gặp phải một con quái vật đang bị mấy người lính nổ súng công kích, xem ra đến bệnh viện cũng không phải là chuyện dễ. May mắn họ đã gặp được Chef Anti trong một nhà trọ, hai đứa cầu xin anh ấy hãy đưa mình đến bệnh viện. Nhưng Chef Anti đang an nhàn không muốn quan tâm đến hai đứa nhóc này, còn bảo bản thân là lính Mỹ, không phải là lính Anh. Casper lại nói với anh ấy bản thân cậu có thể cứu thế giới, một khi phát tác chứng động kinh có thể nhìn thấy sự thật về sinh vật ngoài hành tinh. Tất nhiên là Chef Anti không tin cậu ấy, sau đó còn đuổi hai người đi. Lúc này Zermiller đưa ra bức tranh mà Casper đã vẽ cho Chef Anti xem. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đây là vẽ tả lại mà thôi, lật một hồi, đến khi nhìn thấy bức đội quân của mình bị quái vật tấn công mới ngơ ra. Sau đó Chef Anti lập tức đồng ý với yêu cầu của Casper. Đến bệnh viện, Zermiller nhờ việc thân thuộc với nơi này mà nhanh chóng phát thông báo khẩn cấp đến một bác sĩ ở khoa thần kinh. Dưới sự khuyên bảo của Chef Anti, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý phẫu thuật cho Casper phát tác chứng động kinh. Casper đeo thiết bị lên và được đưa vào trong máy chụp cộng hưởng từ. Cùng lúc này người Nhật cũng đang tiến hành giải mã ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Cục hàng không Nhật Bản phối hợp lực lượng quân Mỹ mời đến một lượng lớn các nhà ngôn ngữ học với ý định sẽ giải mã được ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nỗ lực suốt 12 tiếng đồng hồ, những nhà ngôn ngữ học cũng bó tay bởi vì mẫu chất của những âm thanh này căn bản không có quy luật nào cả, vậy nên rất khó để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ở một bên khác, nhân viên kỹ thuật Michiki đã sớm dự đoán không thể dựa vào các nhà ngôn ngữ học. Cô ấy dự định sẽ thông qua kỹ thuật máy móc, dùng AI để học tiếng ngoài hành tinh. Sau khi có một loạt mật mã ẩn, cô ấy cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên của nhiệm vụ. Lúc này Michiki mới nói với mọi người, thực ra cô đã lừa mọi người, Michiki chỉ đang lợi dụng hệ thống của cục hàng không mà thôi. Ngay từ ban đầu cô ấy đã biết dù có dùng tất cả những thiết bị cao cấp nhất, thì cũng không thể học được tiếng của người ngoài hành tinh, trừ khi làm ngược lại để cho người ngoài hành tinh học ngôn ngữ của loài người. Thế là Michiki đã quay lại video kể về một bộ phim trên không mà mình yêu thích nhất, đi kèm video thường ngày của Hinata đều được gửi đến tàu Hoshi. Mọi người đều bị dọa bởi sự mạo hiểm của Michiki. Nếu người ngoài hành tinh thực sự học được ngôn ngữ của loài người, thì đây là phút gây họa không ai có thể khẳng định được. Cơ mà tất cả đều không kịp nữa, gửi thành công rồi. Không lâu sau Michiki ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên, chạy đến phòng thu phát. Tại đây cô ấy nhận được tin nhắn thoại của Hinata. Bốn chữ duy nhất, cứu chúng tôi với, nhưng chuyên gia ngôn ngữ đã phát hiện ra lỗ hổng. Thông qua hình sóng hoàn toàn không nhìn thấy âm môi, răng và nhịp thở. Cũng có nghĩa là âm thanh này không phải của con người phát ra mà là hợp thành. Nhưng điều này cũng đem đến lợi ích vô cùng lớn, đó chính là quân Mỹ đã khoanh vùng được nơi phát ra tín hiệu, cũng chính là vị trí tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Cục trưởng hạ lệnh cắt đứt liên kết, Michiki thở hổn hển chạy ra chất vấn. Mọi người nói với cô ấy âm thanh đó là giả nhưng Michiki nhất quyết không tin. Đến khi Mirai bố của Hinata gật đầu xác nhận, giọng nói này quả thực không có hơi thở của loài người, thì Michiki mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Trong bệnh viện tại London, bác sĩ hoảng hốt nhìn vào màn hình máy tính, hàng tỷ tế bào thần kinh cùng nhau vận động một cách hoàn hảo, đây căn bản không phải là não của nhân loại. Bé trai nằm trên thiết bị nghiên cứu không ngừng co giật, lúc này Casper phải chịu cơn đau thấu tận trời xanh. Trong mắt cậu ấy xuất hiện núi non hùng vĩ, trời cao biển rộng, còn có những hình ảnh vô cùng khó tả, thậm chí là thế giới trong mắt của người ngoài hành tinh. Trong lúc cậu bé đang không ngừng co giật, người trong bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ và không khỏi kinh ngạc, trời ơi, họ nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Dường như chúng đang tiến về chỗ bọn họ. Bệnh viện trở nên hỗn loạn trong phút chốc. Không lâu sau những sinh vật ngoài hành tinh kia đã tiến vào bệnh viện. Cuối cùng bọn chúng lại như không hẹn mà gặp, tập trung tại phòng bệnh của Casper. Mục tiêu của chúng vậy lại là Casper. Cậu bé nhảy từ trên máy khám xuống sợ hãi nói rằng chúng đến rồi. Casper lúc này hoàn toàn tâm linh tương thông với người ngoài hành tinh. Chef Anti lập tức đưa hai người họ rời đi nhưng cũng vô ích. Sinh vật ngoài hành tinh không cần nhìn cũng có thể xác định được vị trí của Casper một cách chính xác.
thấy quái vật mập mờ sau tấm kính, Casper biết rõ chúng đang nhắm vào cậu ấy. Chet Anti giơ súng lên ngắm chuẩn mục tiêu. Lúc này đầu óc Casper bắt đầu choáng váng, sinh vật ngoài hành tinh bỗng đập vỡ lớp thủy tinh. Chet Anti vội vàng đưa hai đứa trẻ rời khỏi đó, anh ấy nhốt hai đứa trẻ trong một căn phòng, vừa quay đầu lại thì con quái vật kia cũng đã đuổi đến nơi. Chet Anti dùng súng tấn công, nhưng con quái vật dường như đau thương bất nhập vẫn cứ tiến thẳng về phía anh ấy. Chet Anti biết súng đạn không thể đả thương nó, anh ấy đã dừng lại. Vào thời khắc quái vật xông đến, Chet Anti lấy ra một chiếc bình khí dễ cháy, mở van bình và nổ súng. Động tác dứt khoát, ngọn lửa bùng lên bắt đầu bao lấy quái vật ngoài hành tinh. 3 phút sau quái vật đã chín được 50%. Lúc này Casper ở trong phòng không ngừng gào thét nóng quá, nóng quá. Cuối cùng bình khí cũng hết, sinh vật ngoài hành tinh cũng ngỏm củ tỏi. Ấy vậy khi ấy lại càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh kéo đến hơn, Chet Anti vội vàng quay người gọi hai đứa trẻ, quay đi quay lại bọn họ đã bị quái vật vây chặt. Nếu quái vật tiếp tục phát động tiến công, thì Chet Anti chỉ có thể dùng thân mình chống lại chúng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Casper đột nhiên nhớ ra, nếu chúng ở trong suy nghĩ của mình, thì có lẽ mình cũng sẽ ở trong suy nghĩ của chúng. Một suy nghĩ mạo hiểm đã nảy mầm trong đầu cậu bé. Casper tập trung tinh thần, miệng bắt lầm bầm, dừng lại, dừng lại. Ngay sau đó, kỳ tích quả thực đã xuất hiện. Da lồi của sinh vật ngoài hành tinh đã xẹp xuống, sau đó cứ vậy mà đứng nguyên một chỗ, không còn động đậy nữa. Ba người cuối cùng cũng an toàn nhưng Casper lại trở nên cực kỳ yếu đuối. Chet Anti bế cậu bé rời khỏi đó. Sau khi ra ngoài, hai mắt của Casper bỗng trợn ngược lên rồi lịm dần. Cùng lúc đó, nhân loại khắp nơi, trên thế giới không ai không nhìn thấy ngọn lửa bao quanh mặt trời. Không sai, đó chính là phi thuyền của người ngoài hành tinh đã bị đạn nguyên tử của Mỹ bắn trúng. Sau đó chiếc phi thuyền to lớn đó đã tịt ngang bầu trời, rơi xuống dưới. Bọn sinh vật ngoài hành tinh đang đứng yên cũng theo đó ngã xuống đất. Chet Anti và Jermiller gấp gáp cấp cứu cho Casper. Mọi người khắp nơi đều hò reo vui mừng. Nguy hại gần nhất trong lịch sử loài người từ trước đến nay cuối cùng cũng qua đi. Đặc biệt đối với người Nhật Bản, họ tự hào nói rằng do họ đã cứu thế giới này. Không ai biết đến cậu bé tên Casper, cuối cùng cũng được kết luận là chết não. Jermiller cùng cậu ấy nghe hết bài hát cuối cùng, rồi bác sĩ rút ống thở của Casper. Trạm tiếp theo của cậu bé là nhà xác. Jermiller trở về với vòng tay của mẹ. Trật tự của thế giới đang được hồi phục, nơi ở của nhân loại được trùng tu. Chet Anti từ biệt chiến trường đến ven biển nghỉ ngơi cùng vợ, hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp trước giờ chưa từng có. Nhưng đột nhiên biểu cảm của anh ấy như cứng lại rồi trở nên vô cùng hoảng hốt. Không chỉ có họ mà ngay cả Anisa, Michiki cũng có biểu cảm như vậy, bởi thứ họ nhìn thấy chính là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Sinh vật ngoài hành tinh tấn công trái đất, chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi đã khiến rất nhiều quốc gia rơi vào cảnh khói lửa chiến tranh bao phủ. Người dân của thành phố Osaka liều mạng chạy thoát thân, họ không ngờ người ngoài hành tinh đến xâm lược bất ngờ như thế. Tốc độ của đám quái vật này vô cùng nhanh, chúng sử dụng những móng vuốt sắc nhọn tấn công con người. Trong tình huống không có quân đội bảo vệ, những người dân bình thường chỉ có thể để mặc cho người ngoài hành tinh chém giết. Nhà khoa học Michiki dường như có chút am hiểu về loại sinh vật này, sau khi cô chỉ huy mọi người chạy đến nơi an toàn, nhanh chóng quẹt que diêm trong tay. Cô ném về phía hàng xe được bố trí trước đó. Ngọn lửa cháy dữ dội hình thành một bức tường rào thành công cản đường đám quái vật. Đáng tiếc không được bao lâu, thì đám quái vật với đủ loại hình thù từ bốn phía ập đến. Michiki không ngừng ném những vật dụng bốc cháy, mặc dù đám sinh vật ngoài hành tinh này sợ lửa nhưng hành động của cô cũng chỉ như muối bỏ biển. Thấy ngày càng có nhiều người dân ngã xuống, Michiki rất lo lắng nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Đột nhiên lúc này một chiếc trực thăng hạ cánh. Hai người đàn ông từ trên trực thăng nhảy xuống, Michiki cứ tưởng rằng đó là người của tổ chức bảo vệ thế giới đến để giải cứu người dân bị nạn. Nào ngờ hai người đó đến bế Michiki sau đó nhét cô vào trong trực thăng. Michiki nhìn logo trên trực thăng mới biết đối phương là lực lượng vũ trang chuyên dụng của công ty công nghệ Zemax. Michiki cảm thấy vô cùng tức giận, cô còn phải giải cứu những người dân bị nạn ở dưới kia. Người đàn ông dẫn đoàn vội vàng giải thích, mỗi ngày trên toàn thế giới có đến hàng triệu người tử vong. Chỉ dựa vào sức của một mình Michiki, cô có thể cứu được bao nhiêu? Nơi họ chuẩn bị đến có thể giúp cho loài người đánh bại người ngoài hành tinh. Đó mới là cách để giải cứu tất cả mọi người. Michiki hiểu đạo lý này, mặc dù trong lòng vẫn kháng cự nhưng cô đã dần không còn dãy dụa nữa. Chớp mắt cô lại lên máy bay cá nhân, sau khi đi gần nửa vòng trời đất, người đàn ông dẫn đầu đánh thức Michiki dậy, cuối cùng họ cũng đến đích. Cô nhìn về phía xa, một phi thuyền ngoài hành tinh đập vào mắt, ánh mắt của Michiki dần trở nên mơ màng. Michiki đi theo người áo đen vào trong rừng rậm nhiệt đới, cô liền đến một căn cứ nghiên cứu bí mật. Người phụ trách Nikhil đích thân ra đón tiếp cô, vẻ mặt của anh hiện rõ sự kích động. Do nơi này chuyên nghiên cứu kết cấu của phi thuyền ngoài hành tinh, đáng tiếc là vài tháng trôi qua rồi vẫn không có tiến triển gì. Bọn họ tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy Michiki ở Nhật Bản, không ngờ cô lại có lai lịch không hề nhỏ.
Trước đó, nhờ lập trình của cô khiến quân liên minh có thể phá vỡ lớp phòng ngự của người ngoài hành tinh và bắn rơi nó. Đây là lần đầu tiên con người giành thắng lợi kể từ khi người ngoài hành tinh xâm lược trái đất đến nay. Mikyu tin chắc rằng Michiki có năng lực đặc biệt có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh, hy vọng cô có thể tham gia vào dự án nghiên cứu phi thuyền ngoài hành tinh. Michiki lại tỏ vẻ coi thường, chúng ta có thể phát hiện được gì trong đống đổ nát này? Mikyu nở một nụ cười ẩn ý, con tàu này thần kỳ hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều, đến lúc đó cô đi vào trong sẽ biết. Hai mắt Michiki đột nhiên sáng rực lên, cảm thấy rất hào hứng. Mikyu vội vàng bổ sung, nhưng trước khi vào trong phải thông qua kiểm tra. Nhân viên nghiên cứu của căn cứ thành thục kết nối với sóng não của Michiki, tiếp đến cô sẽ hỏi hàng loạt những câu hỏi để phân tích trạng thái tinh thần. Cho dù Michiki không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc vào trong phi thuyền ngoài hành tinh, nhưng cô vẫn rất tích cực phối hợp trả lời những câu hỏi đưa ra. Đến khi bạn gái của Michiki xuất hiện trên màn hình, cô bỗng tỏ ra vô cùng kích động, Michiki lập tức đứng dậy bứt hết dây ra rồi rời khỏi phòng kiểm tra. Nhân viên nghiên cứu Maya đến gặp Mikyu, cô cho rằng Michiki không thích hợp vào trong phi thuyền ngoài hành tinh, bởi rất có thể cô sẽ xuất hiện hành động quá khích. Mikyu thở dài lắc đầu, thời gian của mọi người không còn nhiều nữa. Công ty The Armageddon khó khăn lắm mới tranh được quyền nghiên cứu phi thuyền ngoài hành tinh, từ chỗ liên minh bảo vệ địa cầu. Đáng tiếc đến thời điểm hiện tại không có chút tiến triển nào, ngày càng có nhiều thành phố bị xâm lăng, ngay cả khí hậu của trái đất cũng bị sinh vật ngoài hành tinh cải tạo. Người phụ trách của quân liên minh nói, nếu như dự án nghiên cứu của Mikyu vẫn không có kết quả, bọn họ sẽ thu hồi quyền nghiên cứu phi thuyền ngoài hành tinh. Cứ như vậy, Michiki trở thành người đầu tiên được vào trong phi thuyền ngoài hành tinh khi chưa thông qua bài kiểm tra. Nhìn thấy lối vào đen kịt, trong mắt cô ngập tràn sự háo hức, Michiki đi về phía trước qua đường hầm được con người xây dựng. Maya giới thiệu, trong tường của phi thuyền có rất nhiều đường dẫn thần kinh rất nhỏ, như vậy cả phi thuyền sẽ được điều khiển như một cơ thể. Đương nhiên sự thần kỳ của nó không chỉ có nhiều đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến phòng giám sát được công ty xây dựng. Maya nói trung tâm của phi thuyền có một vật thể chứa năng lượng cực lớn, diện tích của nó to hơn cả Canada. Thứ mà họ xếp ở đó chính là trung tâm điều khiển phi thuyền ngoài hành tinh, hơn nữa nó còn có trí tuệ không hề thấp. Do tín hiệu bị ngăn cản và gây nhiễu nghiêm trọng, nên đến tận ngày hôm nay các nhà nghiên cứu biết rất ít về nó, chưa hề dùng công nhân vào trong thăm dò. Đáng tiếc mỗi nhà khoa học đi vào trong đó đều bị mất trí nhớ, vì thần kinh bị tổn thương khá nặng. Đó cũng là lý do vì sao phải tiến hành kiểm tra tinh thần của Michiki. Cô tỏ ra không có gì đáng bận tâm, thứ quan trọng là thăm dò bí mật của người ngoài hành tinh, cho dù có mất mạng. Sau khi đội mũ bảo hiểm cẩn thận, cứ như vậy Michiki đi vào căn phòng chứa vật thể mang năng lượng của người ngoài hành tinh. Nội dung cần trao đổi chuyển hóa thành những bức sóng khác nhau, rồi tích hợp vào màn hình điện tử trên cánh tay của Michiki. Tiếp đến phải xem biểu hiện. Nào ngờ phản ứng của vật thể mang năng lượng khác xa bình thường, không ngờ nó lại chủ động đưa ra một thứ hình trụ bằng ánh sáng, dường như muốn tiếp xúc gần hơn với Michiki. Ở trong phòng giám sát, Mikyu thấy vậy vô cùng kích động, nhắc nhở Michiki thay đổi bước sóng khác xem sao. Ai ngờ chùm sáng kia phát ra tiếng nhạc vui vẻ. Thấy đối phương không có ác ý, Michiki dứt khoát nhắm mắt lại để mặc chùm sáng kia chậm chậm đến gần. Vào lúc những nhà khoa học đang cố gắng hết sức thăm dò sự thần bí của người ngoài hành tinh, những người dân ở tầng lớp thấp đang khổ sở chống chọi với tử thần. Một cô bé không ngừng hỏi hết cái này tới cái khác nhằm phân tán sự chú ý của ông chủ cây xăng. Anh trai của cô bé ở phòng để đồ bên cạnh trộm đồ, còn mẹ cô bé ở bên ngoài trộm dầu. Nhưng ông chủ cây xăng đâu dễ lừa như thế. Ông theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài có bóng người đang lén lén lút lút, ông lập tức cầm súng đi ra ngoài. Cô bé thấy mọi chuyện bại lộ liền chạy ra ngoài trước rồi khóa cửa lại. Anisa vừa đổ dầu xong mở cửa xe ra, sau khi đưa hai đứa con lên xe liền nhanh chóng đạp chân ga chạy mất. Sau khi xác nhận ông chủ cây xăng không đuổi theo, người mẹ trách Luke sao không chạy ra vào thời gian đã quy định từ trước. Luke nghịch ngợm mở ba lô ra, lấy ra chiến lợi phẩm, cậu cho rằng tất cả những thứ này đều là công cụ cần thiết để chạy thoát thân. Mạo hiểm chút nhưng lấy được sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Chớp mắt ba người đến một căn nhà hoang, Luke nói cậu không muốn bôn ba khắp nơi nữa, chi bằng cứ ở đây sống một khoảng thời gian. Anisa lại cho rằng họ chạy càng xa càng tốt, chỉ cần là thành phố có con người sinh sống, thì sớm muộn gì cũng bị người ngoài hành tinh tấn công. Luke đã chịu hết nổi những lời cảm giảm của mẹ, không ngờ cậu lấy mảnh kim loại màu đen từ trong ba lô ra để đe dọa, có vẻ như Anisa rất xem trọng món đồ này. Xén nữa vì chuyện này cô cãi nhau với con trai một trận. Cuối cùng Sarah phải đứng ra nói cô bé sẽ cùng mẹ đi đến bất cứ nơi nào, lúc này Luke mới chịu thỏa hiệp, cả nhà một lần nữa lái xe lên đường. Chẳng mấy chốc họ đến một ngôi làng nhỏ, Anisa quyết định xuống xe đi tìm chút vật tư, cách đó không xa có một đám binh lính. Cô dặn hai đứa con của mình ngồi yên trên xe không được chạy lung tung. Luke ngó ngang ngó dọc thấy trong xe quân đội có một lượng lớn dầu, cậu lập tức nảy ra một kế. Nắm bắt quân lính đã đi xa, Luke lén xuống xe và đến gần xe quân đội.
Lúc Anissa ngang qua thấy thằng con trời đánh đang trộm dầu, cô chỉ có thể cầu nguyện cho con trai thuận lợi quay về. Đáng tiếc mọi chuyện không như ý muốn, Luke bị một tên lính vừa đi vệ sinh về bắt gặp, những binh sĩ khác lần lượt chạy đến bao vây cậu. Anissa vội vàng rút súng ra. Sau khi bình tĩnh lại, cô vờ như không có chuyện gì chạy ra giải thích. Những binh sĩ này ra quân để bắt phần tử phản loạn, họ tìm thấy vũ khí trên người Anissa, sau đó lại phát hiện ra mảnh kim loại màu đen trong ba lô. Dùng máy kiểm tra ra đó là đồ của sinh vật ngoài hành tinh, người dẫn đầu nhóm binh sĩ lập tức cảm thấy căng thẳng. Sau khi điều tra hệ thống, họ biết được Anissa là tội phạm bị truy nã đang trên đường chạy trốn. Phía quân đội quyết định đưa gia đình họ về doanh trại rồi tính sau. Cả nhà vừa lên xe thì thấy chẳng còn có một người đàn ông nữa, hai tay anh bị còng lại. Có thể thấy người đàn ông này cũng không phải người tốt đẹp gì, Anissa dặn con mình không được nói chuyện với người lạ. Nào ngờ đối phương lại chủ động giới thiệu bản thân mình, anh tên là Clark, anh chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Đúng lúc này tài xế nhìn thấy có một cô gái bị thương đang nằm giữa đường, binh lính không hề do dự xuống xe kiểm tra. Nào ngờ từ trong rừng chạy ra một nhóm người được trang bị đầy đủ vũ trang, rõ ràng đây chính là một đợt tập kích có kế hoạch từ trước. Đám binh sĩ không chuẩn bị từ trước nên chẳng mấy chốc đã bị khống chế. Nghe thấy tiếng đập cửa xe, Clark bảo mẹ con Anissa mau bịt tai lại. Ngay sau đó tiếng nổ dữ dội vang lên, cửa xe bị nổ vang ra, Clark hiên ngang bước xuống xe. Hóa ra đợt tấn công này được anh lên kế hoạch từ trước. Anissa nhắc nhở đừng quên lấy lại ba lô, anh gật đầu lệnh cho đàn em lấy vũ khí đi và phá hủy chiếc xe, nhưng đừng làm hại tính mạng của đám binh sĩ, bởi dù sao mọi người còn một kẻ địch chung cần phải đối phó. Clark là thủ lĩnh của một nhóm chống lại lực lượng vũ trang, bọn họ không chịu nổi cách làm việc của tổ chức bảo vệ thế giới, vậy nên họ tự xây dựng lực lượng vũ trang hy vọng có thể tự bảo vệ mình trong cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Khi màn đêm buông xuống, Clark đưa gia đình Anissa đến một căn cứ bí mật, nơi này họ có thể uống sữa, ca cao nóng, thoải mái hơn nhiều so với việc gia đình Anissa bôn ba ở ngoài kia. Vốn dĩ cô định lấy ba lô về rồi rời khỏi đây ngay, nhưng Clark nói sống cách xa con người chưa hẳn đã an toàn, chỉ có đoàn kết lại với nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống mới có hy vọng sống sót. Tối hôm đó trong phi thuyền ngoài hành tinh, Michiki thử liên lạc với chùm sáng chứa năng lượng. Không biết tại sao mảnh kim loại màu đen trong tay Anissa dần di chuyển. Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi tất cả các thành phố của loài người đã bị xâm chiếm. Giờ Miller đứng trên con đường hoang tàn, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đỏ như máu. Người ngoài hành tinh thả một lượng lớn bom độc sau khi quân của Liên minh phóng hỏa đốt gây ra bầu khí quyển bị ô nhiễm. Cô không biết trong hoàn cảnh này con người còn có thể kiên trì được bao lâu. Niềm hy vọng duy nhất chính là bạn thân của cô bé Casper. Giờ Miller từng tận mắt chứng kiến đối phương liên lạc với người ngoài hành tinh, thậm chí còn chỉ huy bọn chúng ngừng tấn công. Cũng vì vậy mà Casper bị thương nặng, hiện đang hôn mê, nhưng giờ Miller vẫn tin chắc rằng cậu là người duy nhất trên trái đất có thể ngăn cản được người ngoài hành tinh. Mẹ của giờ Miller cho rằng cô bé mắc bệnh hoang tưởng, ngay cả quân đội của liên minh cũng không thể làm gì được, chỉ dựa vào một đứa trẻ như Casper thì làm được gì. Nếu có thời gian rảnh nghĩ mấy thứ vớ vẩn như thế, chi bằng giúp mẹ cứu thêm vài người nữa. Khi ấy gia đình Zer Miller sống trong một ngôi làng cách thành phố xa, tạm thời chưa bị người ngoài hành tinh xâm chiếm. Bỗng lúc này trên trời có trực thăng dài chuyển động, cô bé lập tức nhận ra toàn nhân loại đang phải đối mặt với nguy hiểm. Các thành phố lớn trong nước đều được cảnh báo mức độ nguy hiểm cao nhất bằng màu đỏ rực, những khu vực thích hợp cho người dân sinh sống không còn lại bao nhiêu nữa. Zer Miller vừa quay về nhà, cô phát hiện cửa nhà đã bị cậy. Cô cầm sảnh nhẹ nhàng đến gần, thì nhìn thấy một ông lão râu ria rậm rạp đang lấy trộm đồ ăn. Hóa ra ông ta từ London chạy đến đây, ông chỉ muốn kiếm cho con mình chút đồ ăn. Giờ Miller cảm thấy lòng mình chua xót, âm thầm quay người rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ của giờ Miller nhìn thấy bức thư cô bé để trên đầu giường. Giờ Miller không muốn ở yên trong nhà, sống một cuộc sống thoải mái chờ đợi ngày tận thế đến, cô muốn đi tìm người bạn thân Casper của mình. Giờ Miller kiên định rằng đây chính là cách duy nhất để giải cứu thế giới. Nếu thất bại thì cô bé cũng không cảm thấy hối hận, giờ Miller đang cố gắng vì tín ngưỡng của chính mình. Đương nhiên người có giác ngộ như vậy không chỉ có một mình cô bé. Lúc này Chef Anti đang tham gia bữa tiệc của gia tộc, anh ngẩng đầu lên nhìn phi thuyền ngoài hành tinh đang treo lơ lửng trên bầu trời. Sau đó lại nhìn sang những người thân, họ hàng của mình đang vui đùa thỏa thích, Chef Anti cảm thấy vô cùng khó chịu. Đột nhiên có một cậu bé rơi xuống khu vực nước sâu của hồ bơi, Chef Anti lập tức nhảy xuống hồ vội vàng cứu người. Sau một hồi cấp cứu, cuối cùng đứa bé cũng tỉnh lại. Chef Anti như đang mắng đàn em của mình, tại sao lại tự ý hành động một mình. Đến khi tất cả những người xung quanh nhắc nhở, anh mới biết rằng mình vừa mất kiểm soát. Vài tháng trước khi người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, Chef Anti dẫn theo đoàn đội của mình, đi với nhau chưa lâu dài thì gặp phải sinh vật hành tinh. Trận thảm khốc đó có duy nhất Chef Anti là người may mắn sống sót. Khó khăn lắm họ mới hưởng đến ngày phi thuyền ngoài hành tinh bị phá hủy, Chef Anti mất hết hy vọng quyết định quy ẩn ra hồ. Nào ngờ không lâu sau lại có thêm phi thuyền ngoài hành tinh khác đến,
trái đất phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Jack Anti nhớ lại những lần chiến hữu đã chết trước đây khiến lòng lại càng khó chịu, bất chấp anh lái xe đến trung tâm thành phố. Nơi này có một quán net do phía quân đội nắm giữ, chỉ thấy anh âm thầm mở máy lên tiện tay cầm một cuốn sổ. Đây là cuốn sổ do cậu bé Casper, người có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh. Lúc đó cậu bé thường xuyên xuất hiện những ảo giác kỳ lạ, thế là cậu cầm bút vẽ hết những thứ đó vào trong sổ. Jack Anti tin chắc trong đó có ẩn chứa bí mật liên quan đến người ngoài hành tinh. Vợ của Jack Anti rất thấu tình đạt lý, cô từ lâu đã nhận ra chồng mình không cam tâm, từ hành động ngước lên nhìn bầu trời của anh có thể thấy rõ điều đó. Vợ Jack Anti không muốn gia đình trở thành gánh nặng của anh, cô cổ vũ anh cứ an tâm, mạnh dạn đi thực hiện điều mà mình muốn, còn chúc anh sớm tìm được đáp án. Jack Anti vô cùng cảm động, có được sự hỗ trợ của người vợ dịu dàng hiền hậu thế này, anh còn cầu mong điều gì nữa. Thế là số lần anh đến quán net ngày càng nhiều, hôm đó cuối cùng anh cũng tìm kiếm đến hình xoắn ốc. Trước kia nó từng xuất hiện trên cánh đồng ngô Oklahoma. Hai mắt Jack Anti sáng rực lên, tối đó anh liền lái xe lên đường, anh giống như cô bé Jermiller đều đang tìm kiếm đáp án cho sự hy vọng và không cam tâm trong lòng mình. Mà lúc này Jermiller đã đến thành phố gần nhất, nơi này quả nhiên giống những gì cô tưởng tượng, bốn phía không một bóng người. Xung quanh ngập tràn mùi khét do bom đạn, trên đường có thể thấy xác người nằm ngổn ngang khắp nơi vẫn chưa được xử lý. Jermiller nhìn thấy những tờ thông báo tìm người dán đầy các bức tường trong lòng rất khó chịu, bởi mỗi trang giấy đều đại diện cho một gia đình tan vỡ. Lúc này tiếng xe cảnh sát hú còi đi đến, cảnh sát nói không khí nơi này có độc, không an toàn. Jermiller tính giải thích mình chỉ đi ngang qua nhưng cảnh sát không thèm quan tâm, họ lập tức bắt cô bé về đồn. Dĩ nhiên Jermiller không chịu, cô bé chỉ đành chạy trốn khắp các con hẻm, cho đến khi chạy vào một căn nhà bị bao phủ bởi đồ của người ngoài hành tinh. Lúc này cảnh sát mới ngừng bước, họ đứng ngoài cửa hét lớn bên trong có độc, bảo cô nhanh chóng ra ngoài. Thấy Jermiller mãi không chịu ra, họ bất lực để lại một chiếc mặt nạ chống độc rồi vội vàng rời đi. Sau khi bên đối phương đã đi xa, Jermiller mới lén đi ra khỏi căn nhà. Sau khi đem mặt nạ phòng độc vào, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh trăng màu đỏ chói mắt khiến cô bé càng thêm quyết tâm phải đi tìm Casper. Chớp mắt cô bé đã đến bệnh viện trung tâm thành phố. Mới đầu khi Casper khống chế người ngoài hành tinh, trạng thái của cậu rất tệ. Rốt cuộc cậu ấy bây giờ sống hay chết Jermiller cũng không rõ, may mà trong nhà xác không có thông tin của Casper. Jermiller thầm thở vào nhẹ nhõm. Cô bé đi đến phòng đựng hồ sơ, không ngờ nơi này còn có đồ dùng cá nhân của Casper. Nội dung bên trong đoạn băng khiến cô bé nhớ lại những trải nghiệm thần kỳ của mình và Casper trước đây. Sau khi bình tĩnh lại, cô bé ngồi trước máy tính bắt đầu tra cứu kho tư liệu. Rất nhanh cô bé biết được Casper đã chuyển đến bệnh viện Stone ở Paris. Mà lúc này, Jack Anti đã đến khu vực lân cận của Oklahoma, nào ngờ phía quân đội lại dựng chốt ở đây, cấm không cho bất cứ ai vào trong. Jack Anti vô cùng thắc mắc nhưng anh vẫn giả vờ như mình chỉ đi ngang qua đây. Đáng tiếc lính canh rất kín tiếng, anh không thể nào thăm dò được điều mình muốn biết. Lẽ nào Oklahoma thực sự có bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết sao? Jack Anti lấy ra bộ quân phục được anh cất giấu bao lâu nay, nhân lúc trời tối anh đến chỗ hàng rào phòng hộ không có người canh gác. Sau khi leo qua hàng rào, anh cứ như vậy vượt qua khu vực phong tỏa đến Oklahoma. Nơi này nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt cả, nhà nào nhà nấy vẫn sáng đèn, chỉ có điều trên đường có một lượng lớn binh lính. Jack Anti đoán không sai chút nào, chắc chắn nơi này đã xảy ra điều gì đó đặc biệt. Để giải đáp thắc mắc trong lòng, anh đi đến doanh trại quân đội. Sau khi nói rõ thân phận, anh nói với đối phương rằng mình thuộc đội quân đến đây tiếp viện, nhưng giữa đường bị người ngoài hành tinh tấn công nên chậm trễ một chút. Vệ sĩ canh gác ngoài cửa không hề nghi ngờ bảo anh đến gặp trung úy điểm danh, nhưng Jack Anti đâu thật thà như thế. Anh lấy cớ đi vệ sinh để lén rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến một căn lều bắt mắt nhất. Sau khi mở cửa ra, Jack Anti bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, không ngờ rằng nơi này chứa rất nhiều chai lọ. Những thực vật bên trong đều là thứ anh chưa thấy bao giờ, có lẽ nó có liên quan đến những sinh vật ngoài hành tinh. Jack Anti đang chăm chú nhìn, thì sinh vật bên trong đột nhiên động đậy khiến anh sợ đến mức lùi về sau vài bước, anh gây ra tiếng động chẳng mấy chốc đã thu hút nhóm binh lính canh gác gần đó. Jack Anti giải thích rằng mình bị lạc đường. Đối phương không tin thực hiện phương thức điều tra, Jack Anti không phải quân cứu viện mà cấp trên phải xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh bị binh lính tống vào nhà tù địa phương. Jack Anti lo lắng cho cuốn sổ chứa đầy bức vẽ của mình. Ngài sát bảo anh cứ an tâm, sáng mai sẽ có xe đưa anh rời khỏi Oklahoma, lúc ấy họ sẽ trả lại đồ cho anh. Jack Anti rất khó chịu, rõ ràng anh đến đây để giải cứu thế giới, anh không muốn chính bản thân mình cũng gặp nguy hiểm. Mà lúc này Jermiller đã đến doanh trại lớn nhất của người còn sống, khó khăn lắm cô gặp lại bạn học cũ giữa biển người mênh mông, mỗi người đều cảm thấy rất vui mừng. Khi họ biết tin Jermiller chuẩn bị đến Paris, hai bạn của cô bất ngờ đến mức trợn tròn mắt. Chưa nói đến chuyện hai nơi cách nhau rất xa, họ còn phải đi qua rất nhiều chỗ bị đánh dấu nguy hiểm. Nhưng Jermiller rất kiên quyết, cô thường xuyên mơ thấy Casper đang hôn mê, cảm giác cậu đang gọi mình.
Cậu bé Darwin rất thắc mắc, nếu như Castor quan trọng như thế thì tổ chức bảo vệ thế giới phải hành động từ lâu rồi mới đúng. The Miller không nghĩ như thế, nếu như đối phương ép Castor làm những chuyện mà cậu ấy không muốn làm thì sao? Vậy nên cô bé mới quyết định đích thân đi một chuyến, không chừng Castor thực sự đang cần cô bé giúp đỡ. Hai bạn của The Miller nghe vậy cũng động lòng, họ quyết định sẽ cùng với The Miller đến Paris. Ba đứa bé nhìn nhau cười, trong lòng không kìm nén nổi sự kích động. Khó khăn lắm mới chờ đến khi trời tối, mọi người thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị lên đường. Đầu tiên họ định kiếm một chiếc xe hơi làm phương tiện di chuyển. Nào ngờ lúc tìm chìa khóa, họ vô tình kích hoạt còi báo động chống trộm, rất nhanh chủ nhân của căn nhà đã đi ra. Nhóm The Miller vô cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn kỹ dáng vẻ của chủ nhà, cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chủ nhân của ngôi nhà này cũng là bạn của nhóm The Miller, có điều bố mẹ họ sau khi ra ngoài đi du lịch thì không quay về nữa. The Miller cho rằng nơi này không hề an toàn, họ nên nhanh chóng đến doanh trại của người còn sống mới được. Nhưng cô bé chủ nhà Penny sợ rằng, nếu bố mẹ về nhà không nhìn thấy hai anh em phải làm sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng hú của máy bay. Cô bé ngồi co ro dưới sàn nhà, bịt tai lại và cầu nguyện mối nguy hiểm nhanh chóng qua đi. Nhóm The Miller nhìn thấy hai anh em Penny thì vô cùng đau lòng, không thể nào tưởng tượng được những ngày qua hai anh em đã trải qua như thế nào. Khi Penny biết tin nhóm The Miller muốn đi giải cứu thế giới, cô bé lập tức xin gia nhập. Để mà nói từ nhỏ cô bé đã có ước mơ trở thành anh hùng, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn bản đồ vào túi đựng dụng cụ y tế. The Miller tốt bụng định từ chối, nào ngờ điều kiện mà Penny đưa ra khiến tất cả không ai có thể bỏ qua, bởi anh trai của cô bé Monty biết lái xe. Nhóm The Miller nhìn nhau, thật sự trong số 3 người họ không ai biết lái xe cả. Hôm sau 5 đứa trẻ muốn giải cứu thế giới lái xe lên đường. Kỹ năng lái xe của Monty đáng e ngại khiến cả nhóm phải lo lắng. Trong phi thuyền ngoài hành tinh, nhà khoa học Michiki nhìn chằm chằm vào vật thể phát ra năng lượng, cô luôn cảm thấy đối phương đang truyền đạt thông tin gì đó. Nhưng thời gian trong này đã gần hết, Michiki chỉ đánh bất lực rời đi. Trên màn hình máy tính ghi lại rất nhiều tín hiệu, nhưng bức sóng này vẫn bình thường y như những lần trước. Điều khác biệt duy nhất là có một đoạn tín hiệu đột nhiên tăng lên, nhân viên theo dõi số liệu nói hiện tượng này xuất hiện không theo một quy luật nào cả. Có lúc vài tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện một lần, có lúc phải chờ mấy ngày liền. Michiki nghe vậy có chút hào hứng, cô cho rằng đoạn tín hiệu này không hề bình thường. Chuyên gia sức khỏe Maya gọi Michiki về phòng y tế, theo như quy tắc cô phải tiến hành kiểm tra tinh thần của Michiki. Tuy vậy cô một mực cho rằng mình không sao cả, lúc nãy khi đối mặt với vật thể phát ra năng lượng, cô chỉ cố gắng liên hệ với đối phương, thử thăm dò suy nghĩ của nó. Maya nghe vậy không hề cảm thấy lạ lẫm, cô nói mỗi nhà khoa học lần đầu tiếp xúc với vật thể phát ra năng lượng đều nói như thế. Nhưng sau đó, kết cục của họ đều rất thê thảm. Michiki không tin, cô đến phòng y tế ở bên cạnh, trong đó có rất nhiều nhà khoa học đang ngây ngốc ngồi bên trong. Số đó còn có người Michiki quen, đó chính là nhà vật lý học vô cùng nổi tiếng từng được nhận giải Nobel. Michiki có chút sợ hãi, cô định về phòng để bình tĩnh lại. Trên đường về khi ngang qua hành lang, Michiki vô tình nhìn thấy một cái xúc tu hòa vào trong không khí. Cô bất ngờ vội vàng chạy, đến phòng điều khiển hỏi nhân viên nghiên cứu lúc nãy vừa làm gì. Đối phương đáp chỉ là phân tích số liệu. Michiki bảo cô ấy lặp lại những thao tác vừa rồi, tiếp đến cô chạy về hành lang trước đó. Khi nhân viên nghiên cứu điều chỉnh bức sóng lên 90, cái xúc tu đó liền biến mất trước mặt mọi người. Michiki không thể tin nổi. Rõ ràng giữa những sinh vật ngoài hành tinh tiến hành giao lưu với nhau, bằng cách phát ra những bức sóng có tần số khác nhau. Sau khi ra khỏi phòng nghiên cứu, cô nhìn thấy đất cát dưới mặt đất bị những bức sóng kia làm cho rung chuyển, tạo thành một hình thù đặc biệt. Những con chim trên trời cũng bị ảnh hưởng theo. Đầu Michiki lập tức nảy số. Cô cho rằng phi thuyền ngoài hành tinh lúc nào cũng phát tín hiệu ra thế giới bên ngoài. Khi lục lại lịch sử ghi chép tín hiệu, cô phát hiện mỗi lần phát tín hiệu đều tương tự nhau. Michiki cho rằng phi thuyền ngoài hành tinh phát tín hiệu cầu cứu cho phi thuyền nào đó. Dựa vào quy luật này, cô đoán tín hiệu tiếp theo sẽ được phát đi vào lúc 5 giờ 32 phút. Hai nhân viên nghiên cứu vẫn chưa hiểu ra, cho dù phát hiện ra quy luật đã sao. Ánh mắt Michiki dần tàn độc hơn, cô muốn lần theo tín hiệu hack vào bên trong tàu mẹ của người ngoài hành tinh. Vào lúc đêm khuya vắng lặng, chuyên gia sức khỏe Maya khuyên Michiki đừng đợi nữa, lúc này quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe. Trước đó tất cả các chuyên gia đều cho rằng mình có thể hiểu được phi thuyền ngoài hành tinh, từ đó dần đắm chìm vào quá trình nghiên cứu và đánh mất chính mình. Nhưng Michiki cho rằng cô là trường hợp đặc biệt, bởi người cô yêu bị người ngoài hành tinh diệt chết. Sự thù hận trong lòng đã hối thúc cô nhất định phải tìm ra cách chống lại người ngoài hành tinh. Đúng vào lúc này, nhân viên nghiên cứu lên tiếng nhắc nhở chỉ còn vài giây nữa là đến giờ. Quả nhiên đúng vào mốc thời gian ấy, tín hiệu đặc thù kia lại xuất hiện, tất cả mọi người đều kích động đến mức không nói thành lời.
Người phụ trách nơi nghiên cứu lập tức biết được tin tốt này, anh cho rằng tín hiệu mà phi thuyền ngoài hành tinh phát ra chưa chắc là tín hiệu cầu cứu, nếu không đã có phi thuyền ngoài hành tinh khác đến tấn công nơi này từ lâu. Nhưng Michiki lại có ý kiến khác, có lẽ do tàu mẹ, nghĩ không nhất thiết phải tốn nhân lực đi cứu một con thuyền đã bị hư hỏng. Nikyu mỉm cười, anh cho rằng kế hoạch xâm nhập vào tàu mẹ mà Michiki đề ra mặc dù có chút điên cuồng nhưng rất hợp lý. Bởi tất cả mọi nơi trên trái đất đều đang gặp nạn, sinh vật ngoài hành tinh tấn công không hề có dự báo từ trước, điều này có thể thấy ở trên không trung còn có phi thuyền ngoài hành tinh đang ẩn náu để thả những sinh vật ngoài hành tinh xuống. Chỉ cần hách vào tàu mẹ và phá hủy trạng thái ẩn thân của nó, sau đó chỉ cần một loạt tên lửa là đủ để đám sinh vật ngoài hành tinh đến xâm lấn kia chớt sạch. Chuyên gia sức khỏe có chút lo lắng, phải biết một phi thuyền ngoài hành tinh to hơn cả một thành phố, nếu như nó bị bắn rơi sẽ có bao nhiêu người vô tội bị chết. Nikyu không quá để tâm đến chuyện này, so với việc đánh đuổi người ngoài hành tinh thì số thương vong đó chẳng đáng là bao. Hơn nữa những thành phố gộp lại cũng chỉ còn vài mống. Người phụ trách lực lượng vũ trang của liên minh vừa nghe thấy kế hoạch này, cũng rất bất ngờ. Sau khi suy nghĩ kỹ, đối phương rất sẵn lòng đồng ý với kế hoạch này. Bây giờ điều bà cần làm chính là điều động tên lửa trên khắp thế giới. Michiki ở bên cạnh bổ sung thời gian phát tín hiệu kế tiếp là 9 giờ 42 phút, điều đó có thể khiến tất cả phi thuyền ngoài hành tinh thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Tuy vậy chỉ có thể duy trì được 30 phút, nhất định lực lượng vũ trang phải chuẩn bị sẵn để ngắm chuẩn mục tiêu. Bên này gia đình Anissa đã ở căn cứ của nhóm chống lại quân đội nghỉ ngơi một đêm, cậu con trai lúc cảm thấy tò mò với rất nhiều thứ ở đây. Cậu đã chán ngấy cuộc sống nay đây mai đó cùng với mẹ mình rồi. Vào lúc này Anissa đột nhiên chạy đến bảo cậu mau chóng về phòng thu dọn đồ đạc, lát nữa phải rời khỏi đây để tiếp tục lên đường. Trưởng nhóm phản quân Black không nhịn được, hỏi có lúc nào cô không buông lòng cảnh giác không, có phải sống như vậy mệt mỏi lắm không? Anissa cho rằng đó là điều đương nhiên, cả gia đình cô phải cảnh giác mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Bên khác Chet Anti bị nhốt trong tù khiến anh như phát điên lên, cả đêm nơi này đến một người lính canh gác cũng không có. Cô Trung úy Ro sẽ mới đi làm giải thích, do người ngoài hành tinh xâm lược nên họ bị thiếu nhân lực. Vừa nói xong, cô liền có điện thoại gọi đến. Hóa ra người dân gọi để hỏi có tin tức gì về người thân của họ bị mất tích. Rose cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Từ sau khi người ngoài hành tinh xâm lược, mặc dù nơi này không bị bọn chúng tấn công, nhưng người dân ở đây lại liên tục mất tích. Chet Anti nhìn cả bức tường dán đầy thông báo tìm người, đột nhiên anh trầm mặc một hồi lâu. Thị trấn này quả nhiên không tầm thường. Rose gặp cảnh sát trưởng mới nhận chức, cô hối thúc đối phương nhanh chóng đi tìm những người mất tích kia. Đối phương một mực nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức, sau đó chạy đi sửa máy pha cà phê bị hỏng. Rose buồn bã quay về vị trí của mình. Vài tháng trước, cô đã nghỉ việc, ở cửa hàng chạy đến đồn cảnh sát để tìm lại những người dân bị mất tích, nào ngờ tìm mãi vẫn không có kết quả gì. Chet Anti nói biết đâu anh có thể giúp được gì cho cô. Rose sớm cảm thấy mất hết hy vọng với quân đội, nơi này có rất nhiều binh lính, họ không những chiếm trường học làm căn cứ, còn chiếm luôn thư viện làm phòng thí nghiệm, không hề quan tâm gì đến những người dân mất tích. Rose ghi chú lại ngày mất tích của tất cả những người trên tường, bọn họ đối với cô mà nói đều là một sinh mệnh đang gặp nguy hiểm. Chet Anti xem xét những thông báo tìm người trên bảng, giọng nói của anh trở nên gấp gáp hơn. Anh bảo Rose mau lấy cho mình cuốn sổ trong túi, có thể anh sẽ giúp cô tìm được người dân bị mất tích. Rose có chút bán tín bán nghi nhưng vẫn lấy cuốn sổ từ trong tủ ra. Theo chỉ dẫn của Chet Anti, cô lật đến trang vẽ những vòng tròn, khoanh vùng đánh dấu rất nhiều nhóm số, nó vừa khớp với ngày những người dân trong thôn bị mất tích. Câu trả lời nằm ở đây. Người phụ trách của liên minh đang triệu tập các nguyên thủ quốc gia để thu thập tên lửa, chỉ có duy nhất vị lãnh đạo này vẫn còn lo lắng. Ông sợ tên lửa không may rơi trúng đất nước mình, người phụ trách bất lực hạ lệnh cho dù có bắn trúng mục tiêu hay không, nhất định phải kích nổ tên lửa trên không trung. Mà Michiki ở nơi nghiên cứu cũng đã hoàn thành những bước chuẩn bị ban đầu, chỉ cần đến thời gian quy định, cô tin chắc rằng mình có thể khiến tất cả những phi thuyền ngoài hành tinh hiện hình. Lúc này gia đình Anissa theo nhóm phản quân chuẩn bị đến nơi lánh nạn tiếp theo, nào ngờ giữa đường họ nhận được tín hiệu cầu cứu có một gia đình bị sinh vật ngoài hành tinh bao vây, dưới một thung lũng. Thủ lĩnh Black quyết định đưa một nhóm quân đến đạo ứng cứu. Anissa muốn từ chối nhưng cô chỉ có một thân một mình, không có quyền phát ngôn không thể làm được gì. Black tham gia tình hình biết dưới thung lũng có 3 sinh vật ngoài hành tinh, nên anh mang theo dụng cụ phun lửa xuống đó. Không lâu sau bên ngoài rìa thung lũng xuất hiện rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh, con gái của Black lập tức xông ra, cậu con trai không nghe lời của Anissa cũng đi theo sau. Anissa đáng thương muốn ngăn cản nhưng lúc này đã muộn. Cùng lúc này người phụ trách tổng bộ của liên minh đang tiến hành phát trực tiếp trên phạm vi toàn thế giới. Bà kêu gọi tất cả mọi người 3 phút sau ngẩng đầu lên nhìn trời, một màn pháo hoa hoành tráng nhất từ trước đến nay chuẩn bị diễn ra. Đây cũng là phát súng đầu tiên mở màn cho cuộc phản công của con người. Michiki ở trong phòng nghiên cứu chăm chăm vào màn hình. Vào lúc bức sóng nhô lên, cô lập tức nhấn nút kích hoạt chương trình hách vào tàu mẹ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời,
họ không hiểu người phụ trách của liên minh có ý gì, cho đến khi một phi thuyền ngoài hành tinh khổng lồ bỗng nhiên hiện hình. Sau khi người phụ trách hạ lệnh, tất cả tên lửa được chuẩn bị từ trước đồng loạt phóng lên bầu trời. Tên lửa phát nổ, những tia lửa bắn tung tóe như màn pháo hoa rực rỡ. Nhìn thấy những phi thuyền khổng lồ từng cái một rơi xuống khiến mọi người có chút hy vọng, reo hò mừng rỡ. Mà lúc này những sinh vật ngoài hành tinh tấn công Clash giống những con rối bị cắn đứt dây, lập tức ngã từ trên vách núi lăn xuống. Đội phản quân do Clash dẫn đầu vi diệu thoát được một kiếp. Con gái của Clash và mẹ con Anissa vẫn bình an vô sự. Nhưng khi quay về chỗ để xe, Anissa thấy cô con gái lúc nãy còn ở trong xe bây giờ đã biến mất. Sarah, mà lúc này Chef Anti được Rose giúp đỡ cũng đã lẻn ra khỏi nhà giam của thị trấn. Anh tính một mình đi thăm dò bí mật của người ngoài hành tinh, tiện thể tìm kiếm những người dân bị mất tích. Trợ lý ở căn cứ của liên minh đến báo cáo đợt tấn công vừa rồi bắn hạ tổng cộng 7 phi thuyền ngoài hành tinh, đây là chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng người phụ trách lực lượng vũ trang của liên minh vẫn rất lo lắng, những sinh vật ngoài hành tinh thật sự sẽ rút lui sao? Bên khác nhóm The Miller không cảm thấy vui mừng, họ vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch đi đến Paris. Họ tin chắc Casper có thể giao lưu với người ngoài hành tinh mới là mấu chốt để cứu toàn thể nhân loại. Nào ngờ mới lái xe ra khỏi thành phố, họ đã bị tắt đường. The Miller vội vàng chạy xuống xe hỏi thăm tình hình. Binh lính nói với cô bé có một chiếc tàu hỏa vận chuyển vật tư từ Pháp đến đây mãi chưa tới nơi, bọn họ vừa phái một đội quân vào đường hầm trinh thám, vậy nên họ mới phong tỏa đường hầm. The Miller lại thắc mắc tại sao tất cả mọi người cứ ngẩng mặt lên trời. Khi chạy về xe mở radio lên, họ mới biết người phụ trách liên minh hạ lệnh phản công người ngoài hành tinh. Nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức pháo hoa, họ quay đầu xe đi dọc đường quốc lộ để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy đường hầm bị phong tỏa mà phía quân đội nói. The Miller cho rằng nếu như tàu hỏa từ Pháp đến, vậy họ chỉ cần đi theo đường hầm và đi dọc đường sắt, chắc chắn họ sẽ đến được Paris. Cậu bé Monty là người lý trí nhất, cậu chắc chắn chúng ta bỏ xe ở đây để đi bộ sao? The Miller đã có suy tính từ trước, tàu hỏa di chuyển đã kinh động đến lực lượng vũ trang, trong đó chắc chắn có liên quan đến sinh vật ngoài hành tinh. Không ai biết được đường hầm này sẽ bị phong tỏa bao lâu. Rất nhanh cả nhóm đã đến lối vào, họ nhanh nhẹn vòng qua binh lính canh gác. The Miller tin chắc nơi này thông với đường dây tàu hỏa. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng súng và tiếng hét thảm thiết, chắc chắn đám lính bên ngoài đã bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công. Các bạn nhỏ lo lắng muốn quay về xem sao thì The Miller vội vàng ngăn cản, đừng quên mục tiêu cuối cùng của chúng ta, muốn giải cứu thế giới chỉ có chút can đảm vẫn chưa đủ. Sau khi nghe những lời khuyên bảo ấy, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mọi người lại cháy lên, cả nhóm nhìn nhau một cái rồi kiên định đi vào sâu trong đường hầm. Những bệnh nhân bình thường đang nằm trong bệnh viện trung tâm thành phố Paris. Sau khi niềm vui bắn hạ phi thuyền ngoài hành tinh kết thúc, bọn họ đã tập trung chú ý lắng nghe những thông tin tiếp theo từ radio. Bác sĩ Evan bước vào một phòng bệnh được phòng hộ nghiêm ngặt, ở đây có rất nhiều trẻ em đang tiến hành thí nghiệm, bọn chúng đang thử liên lạc với người ngoài hành tinh. Mà trên giường bệnh phía là Casper trong tình trạng hôn mê, bác sĩ bên cạnh cho rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng Evan vẫn không chịu bỏ cuộc. Dựa vào điện não của Casper, mỗi giờ cậu bé bị động kinh 4 lần, chưa mất đi ý thức hoàn toàn. Cậu chỉ giống đau khổ và áp lực trong một khoảng thời gian dài. Một bên khác nhóm The Miller đã đến được đường hầm đường dây xe lửa. Chưa đi được vài bước, họ đã trông thấy xác của binh sĩ nằm trên đường dây. Nhìn những vết thương đáng sợ trên người chắc chắn họ đã bị người ngoài hành tinh tiêu diệt. Cả nhóm sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng động, nhìn kỹ lại hóa ra là một sinh vật ngoài hành tinh đang tiến về phía họ. Monty chạy trốn không may chân kẹt vào đường dây. Khi thấy sinh vật ngoài hành tinh kia giơ cái tay sắc nhọn của mình đến, một giây sau nó lại vô duyên vô cớ ngã lăn ra đất. Cả đám trẻ sợ hết hồn, chúng không biết do phi thuyền ngoài hành tinh bị bắn hạ, nên các sinh vật ngoài hành tinh đã mất hết sức sống. Cả nhóm cố nén sự tò mò tiếp tục lên đường. Nhưng khi dừng lại nghỉ ngơi, họ lại thấy một lượng lớn xác sinh vật ngoài hành tinh. Bọn họ nhớ đến ý tưởng phản công mà người phụ trách liên minh nhắc đến trong radio, lẽ nào con người đã thật sự đánh bại người ngoài hành tinh rồi sao? Lúc này The Miller nhìn thấy mặt nước dưới cống đang rung lên, Penny thử đặt bình nước xuống dưới, phát hiện bình nước cũng rung lắc theo. The Miller biết cái này là do sinh vật ngoài hành tinh đang truyền tín hiệu, nhưng chúng không biết tín hiệu này truyền đến ai. Cả nhóm thu gom đồ đạc tiếp tục lên đường, họ không để ý bên trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh phát ra ánh sáng màu trắng. Vào lúc này bác sĩ Evan xem tin tức ở trên mạng, cũng biết được chuyện các sinh vật ngoài hành tinh đồng loạt tử vong. Các đồng nghiệp của cô cho rằng họ không cần phải tiếp tục nghiên cứu nữa, chỉ có duy nhất một cô bé gần xa cảm nhận được điều gì đó. Bọn chúng sẽ đến sớm thôi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại khẩn cấp vang lên, hóa ra là bệnh viện kế bên muốn xin cứu viện. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến những tiếng hò hét. Evan chạy ra ngoài xem, không ngờ một chiếc xe cấp cứu đâm vào tường của bệnh viện. Thấy bụng của tài xế không ngừng chảy máu, Evan hét lớn gọi y tá đến giúp đỡ. Tài xế khi ấy lẩm bẩm bọn chúng đáng sợ hơn khiến Evan khó hiểu.
Ở một diễn biến khác, Miller một lần nữa nhìn thấy rất nhiều thi thể. Đây là phòng điều khiển của nhân viên làm việc trong đường hầm, có vẻ họ muốn đóng đường sắt lại, đáng tiếc cuối cùng đã thất bại. Rất khó có thể tưởng tượng được nơi này đã xảy ra chuyện đáng sợ đến nhường nào. Đột nhiên Penny đi sau thở gấp hơn, dường như cô bé cảm nhận được điều gì đó. Cô bé vẻ lo lắng nhìn về phía trong đường hầm. Mọi người nín thở, dường như họ nghe thấy tiếng gào thét của dã thú, cả nhóm vội lùi về sau đóng cửa sắt lại. Không lâu sau, một đám sinh vật ngoài hành tinh với những cái chân cứng như sắt lao đến. Đám trẻ sợ đến mức liên tục lùi về sau, lẽ nào những sinh vật ngoài hành tinh đã tiến hóa thành hình dạng mới rồi sao? Bọn chúng to hơn trước, sức mạnh và tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Cậu bé da đen Anfi đứng bên trong cánh cửa sắt phun lửa về phía chúng, nhưng không có tác dụng gì hết. Điểm yếu duy nhất của đám sinh vật ngoài hành tinh đã được cải thiện, cả nhóm vội vàng chạy về phía sau, những sinh vật ngoài hành tinh kia rất nhanh đã phá được vật cản. May mắn ở trong phòng nghỉ còn một cánh cửa rất dày. Sau khi vội vàng đóng cánh cửa bê tông dày cộm lại, cuối cùng đám trẻ cũng tạm thời thoát khỏi sự tấn công của sinh vật ngoài hành tinh. Bấy giờ bác sĩ Evan cũng nhận ra nguy hiểm đang đến gần, có hét lớn nhắc nhở đồng nghiệp mau chóng rời khỏi nơi này, bởi người ngoài hành tinh sắp đến đây rồi. Còn Casper đang hôn mê, bằng mọi giá họ phải đưa cậu bé đi. Nhóm Miller không hề biết lúc này, mục tiêu mà họ tìm kiếm đang phải đối mặt với mối nguy hiểm cực lớn, cả nhóm vẫn băng băng hành trình dọc theo đường ray xe lửa. Lúc gần ra khỏi đường hầm cuối cùng, bọn trẻ cũng gặp được xe lửa gặp nạn, đầu toa tàu bị hư bịt kín lối ra của đường hầm, cả nhóm chỉ đành đi vào trong chiếc xe, đi qua bên trong chiếc xe lửa. Chắc chắn nơi này cũng bị người ngoài hành tinh tấn công, chiếc xe hơi bên trong xe lửa đã bị nát bét. Cả nhóm tách nhau ra chuẩn bị thu gom chút vật tư. Lúc này Miller vô cùng buồn bã, xem ra cuộc phản công của con người lại thất bại rồi. Trong đầu cô bé chơi vơi suy nghĩ đột nhiên ngủ gật khi nào không hay. Bỗng chốc bên ngoài phát ra đến tiếng gọi quen thuộc. Miller đi ra khỏi xe lửa, không ngờ Casper đang xuất hiện trước mặt cô bé. Miller tưởng mình đang nằm mơ, nhưng Casper lại nói đây là thật. Từ sau khi cậu xây dựng mối liên kết với người ngoài hành tinh, cậu cảm thấy mình đang bị một loại sức mạnh bí ẩn nào đó khống chế, khiến cậu vào trong thế giới ý thức của người ngoài hành tinh. Cậu muốn thoát khỏi khống chế để chạy ra ngoài, nhưng mỗi lần đều thất bại. Miller cổ vũ Casper đừng bỏ cuộc, cô nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu ra. Tay của hai bạn nhỏ chạm nhẹ vào nhau khiến Miller cảm thấy cảm giác này vô cùng chân thực. Cô bé hối thúc mọi người nhanh chóng lên đường, những sinh vật ngoài hành tinh kia chẳng mấy chốc sẽ đuổi đến đây. Quả nhiên những sinh vật ngoài hành tinh sau khi tiến hóa trở nên thông minh hơn, bọn chúng không thể xuyên qua cánh cửa bê tông dày, thế nên chúng lại chạy qua đường ống thông gió để đuổi theo nhóm Miller. Đám trẻ di chuyển trong thân xe lửa, họ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động nên vội vàng tăng tốc. Không lâu sau cả nhóm đã băng qua xe lửa bị hư hỏng, nhưng khi chạy đến đầu bên kia đường hầm, thì lối ra đã bị bịt kín bằng những bầu cát. Monty tinh ý phát hiện trên tường có lắp rất nhiều thuốc nổ, lẽ nào người bên ngoài kia muốn kích nổ phá hủy đường hầm. Cả nhóm đồng thanh hét lên, rất nhanh binh sĩ bên ngoài đường hầm đã nghe thấy tiếng, vội vàng huy động đồng đội đến mở ra một cái lối nhỏ. Nhóm Miller nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng vội vàng chui qua lỗ hổng kia, Monty đi cuối cùng xém nữa đã bị sinh vật ngoài hành tinh đuổi kịp, may khi đó cậu đạp một cái thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi tất cả mọi người đã thoát ra khỏi đường hầm, binh sĩ ở đây từ lâu lập tức kích nổ bom. Ngọn lửa nóng bừng bùng lên. Khi khói bụi tan đi, đường hầm đã bị phá hủy, đám sinh vật ngoài hành tinh đã bị nhốt ở bên trong. Cậu bé Windows bị thương ở chân, không còn cách nào khác chỉ đành lên xe cảnh sát đến bệnh viện. Miller và những người khác sau khi chào tạm biệt liền tiếp tục lên đường đến Paris. Phía khác cụ thể trong bệnh viện trung tâm thành phố Paris, dưới nền khắp nơi đều là vết máu, có thể thấy nơi này cũng đã bị người ngoài hành tinh tấn công. Casper, người vừa được đưa đi sơ tán lại đang nằm yên trên giường bệnh, trên mặt cậu hiện rõ vẻ đau khổ. Cậu không quên lời hứa với Miller, vẫn đang cố gắng thoát khỏi thế giới tinh thần của người ngoài hành tinh. Sau khi nhóm phản quân xử lý xong những sinh vật ngoài hành tinh, con gái của Anissa là Sarah đột nhiên mất tích. Bạn họ tìm kiếm khắp nơi xung quanh, đến một con đường nhỏ họ phát hiện dấu lốp xe lờ mờ, không còn nghi ngờ gì nữa, rất có thể Sarah đã bị người của quân đội đưa đi. Anissa rất bất ngờ, cô tiến về phía trước kiểm tra, dấu giày của con gái đã chứng minh được suy đoán của mọi người. Nhưng có một điều mà bọn họ thực sự không tài nào hiểu nổi, tại sao phía quân đội lại bắt cô bé. Trong lòng Anissa sớm đã có đáp án nhưng cô vẫn giữ im lặng. Sau khi về đến căn cứ, một cô gái đến báo cáo. Tối qua khi canh gác, cô nhìn thấy có vài chiếc xe của quân đội di chuyển về hướng Nam. Nghe vậy mắt mọi người có chút hy vọng, cách nơi Sarah mất tích về hướng Nam 15 km có một căn cứ quân sự, rất có thể cô bé đã bị đưa đến đó. Harley lên tiếng nhắc nhở, con đường đó thường xuyên xuất hiện rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh, họ mạo hiểm vì một cô bé có đáng không? Thủ lĩnh Clark lên tiếng cắt ngang lời của Harley. Sau khi anh đuổi mọi người đi hết liền hỏi Anissa tại sao phía quân đội lại bắt con gái cô. Anissa suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói cho anh biết.
cô không thể ngờ đứa con báo lúc vì cảm thấy áy náy trong lòng, nên đã nói bí mật của khoáng thạch kia cho con gái của Clark biết. Cuộc trò chuyện của hai người bị Harley đi ngang nghe thấy, lát sau ông ta liền đứng trước mặt mọi người công bố thông tin này. Trên người Anissa có khoáng thạch ngoài hành tinh, do đó bọn họ mới bị phía cảnh sát để mắt đến, hơn nữa còn đẩy tất cả mọi người vào tình thế nguy hiểm. Anissa nghe vậy sắc mặt trắng bệch đứng im tại chỗ, cô không biết phải giải thích ra làm sao. Thấy cô khó xử, Clark không chần chừ đứng ra giải thích. Anh nói trước đó Anissa đã nói cho mình biết, nhưng do chuyện này vô cùng quan trọng, vậy nên anh quyết định giữ bí mật. Clark là thủ lĩnh, anh rất có uy quyền, chỉ trong chốc lát không ai dám nói gì nữa. Tai họa đột nhiên ập đến lúc này đã được hóa giải hoàn toàn. Trong mắt Anissa ngập tràn sự bất ngờ và cảm kích. Sớm ngày hôm sau, Clark dẫn theo cả nhóm chuẩn bị đến khu quân sự để cứu người. Bọn họ vẫn quyết định giúp Anissa cứu con gái ra. Từ tận đáy lòng, cô nói lời cảm ơn Clark. Anissa cũng hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với anh. Không ngờ lúc mọi người đi đến một khu rừng thì con đường bỗng bị sương mù bao phủ. Không còn cách nào khác, họ chỉ đành đi chậm lại, xe sau theo sát xe trước đi thành một hàng dài. Luke khi ấy cảm thấy có chút bất an, cậu cứ có cảm giác ai đó đang gọi mình. Có điều những người khác không nhận ra điều bất thường này. Cho đến khi chiếc xe đi ngang qua một cái hố sâu, cảm giác của Luke càng mạnh mẽ hơn. Ngạc nhiên Luke đưa tay lên ôm chặt đầu hét bọn chúng đến rồi. Anissa căng thẳng nhìn trái ngó phải, lúc này mới thấy rõ có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh từ trong rừng chạy ra. Clark vội vàng ra lệnh mọi người tăng tốc, ngay sau đó có một chiếc xe bị tấn công. Anh cắn răng yêu cầu mọi người tiếp tục tăng tốc, lúc này dừng xe lại cứu người thì họ chỉ có một con đường chết. Thấy đồng đội của mình gặp nạn ngày càng nhiều, Luke ôm chặt đầu hét kêu dừng. Chính vì thế những sinh vật ngoài hành tinh hai bên đường đang tấn công bỗng dưng biến mất, như một kỳ tích. Clark vẫn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì anh đâm thẳng vào chiếc xe chắn đường phía trước, cả nhóm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó hai mắt đen thui mất đi ý thức. Khi cả nhóm tỉnh lại mới thấy xe của mình đã bị lật ngửa trong bụi cây bên đường. May mà Anissa không bị thương nặng, chỉ duy nhất Clark bị thương ở đùi. Anissa vội vàng dùng gạc sơ cứu cầm máu cho anh. Sau vài tháng trốn lui trốn lủi khắp nơi khiến cô thành thạo tất cả kỹ năng sinh tồn, Clark cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Đúng vào lúc này trong bụi cỏ lại phát ra tiếng động, cả nhóm lập tức đề cao cảnh giác. Hết hồn khi đó là những chiến sĩ của nhóm quân phản loạn, Clark thở phào nhẹ nhõm. Thấy sắc trời dần tối, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Cả đại đội cầm vũ khí cẩn thận đi xuyên qua màn sương, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người lại tiếp tục đề cao cảnh giác. Lúc này trong đầu của Luke lại xuất hiện âm thanh kỳ lạ, mọi người nhìn theo ánh mắt của Luke thì thấy ở khu đất trống phía trước có rất nhiều quả cầu ngoài hành tinh. Sau đó tiếng gào thét vang lên, những con quái vật ngoài hành tinh đi săn mồi lại xuất hiện. Clark không hề do dự hạ lệnh rút quân, cơ mà súng đạn bình thường không thể xuyên qua lớp vỏ của bọn chúng. Vài chiến sĩ chạy sau đội ngũ lập tức bị trừ tiêu, cả nhóm liều mạng chạy về phía trước, khó khăn lắm mới chạy đến chỗ dừng xe hơi. Khi ấy mọi người phát hiện Anissa không theo kịp cả nhóm, hóa ra cô vì dẫn dắt cô bé bị tụt lại phía sau, nên bất giác bị cả đội bỏ lại. Đã thế còn bị một sinh vật ngoài hành tinh chặn giữa đường. Mặc dù cô bắn hết đạn trong súng nhưng nó chẳng hề hấn gì. Những thành viên của nhóm phản quân vô cùng căng thẳng. Đúng vào lúc này, cậu bé Luke lao ra lập tức thu hút sự chú ý của con quái vật. Khi con quái vật đến gần, cậu bỗng hét lớn, không ngờ con quái vật ngoài hành tinh đột nhiên đứng im tại chỗ. Anissa vội vàng đỡ con trai đang kiệt sức ngã xuống, đưa cậu bé lên chiếc xe bên cạnh. Sinh vật ngoài hành tinh nhanh chóng khôi phục lại ý thức nhưng lúc này đã muộn, nó không thể đuổi kịp chiếc xe của nhóm Luke. Không ngờ Luke cũng giống Casper, hai đứa đều có khả năng chỉ huy sinh vật ngoài hành tinh, có lẽ đây chính là chìa khóa mấu chốt giúp cho con người có thể đánh bại người ngoài hành tinh. Nikhil trong căn cứ nghiên cứu phi thuyền, ngoài hành tinh lúc này đang phải chịu áp lực rất lớn, mặc dù kế hoạch của anh đã phá hủy được vài chiếc phi thuyền, nhưng lại khiến cư dân bị những sinh vật ngoài hành tinh sau khi tiến hóa điên cuồng báo thù. Bây giờ ngay cả lửa cũng không thể diệt được bọn chúng. Nikhil trong lòng rất khổ sở, nhưng anh vẫn phải mạnh miệng nói chẳng bao lâu bọn họ sẽ tìm được cách đối phó với sinh vật ngoài hành tinh. Tất cả hy vọng của anh chỉ có thể đặt hết lên người Michiki. Cô cũng không phụ sự kỳ vọng của Nikhil. Từ sau khi đối mặt trực diện với vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng kia, cô luôn cho rằng nó đang truyền đi một thông điệp nào đó. Chỉ có điều phòng thí nghiệm không thể nắm bắt được tín hiệu đang được truyền đi. Michiki cho rằng đây là kết quả của việc người ngoài hành tinh cố ý ẩn giấu. Mọi người không hề nghi ngờ suy đoán của cô, mà họ chỉ nghĩ làm cách nào có thể để tín hiệu đó lộ ra ngoài. Michiki lập tức nghĩ ra một kế, có thể họ thử chọc giận đối phương xem sao. Nghĩ là làm, Michiki bắt đầu tìm cách chọc giận sinh vật ngoài hành tinh. Trước đó ở bên ngoài nhìn thấy chim bay trên trời khiến cô có linh cảm, chỉ cần từ trường của trái đất thay đổi, đàn chim mới bay vòng tròn. Michiki đoán rất có thể người ngoài hành tinh có kết nối với từ trường của trái đất, một ý tưởng táo bạo được sinh ra từ đó. Chỉ thấy cô lắp rất nhiều máy làm nhiễu từ trường, ở xung quanh vật thể phát ra chùm năng lượng.
Mới đầu vật thể phát ra năng lượng không hề có phản ứng, nhưng khi máy làm nhiễu được khởi động, chùm sáng màu xanh bỗng chốc biến thành màu đỏ chói lọi. Ngay sau đó một tiếng hét chói tai vang lên, tất cả mọi người có mặt ở đó đồng loạt bịt tai lại. Michiki lại tăng thêm mức độ gây nhiễu, chùm sáng màu đỏ bỗng phát ra tiếng người, mau dừng lại. Có vẻ như vật thể phát ra năng lượng này rất sợ từ trường bị quấy nhiễu. Lúc này Michiki mới tắt máy làm nhiễu sóng đi, cô bất ngờ đến mức tròn mắt, chùm sáng kia bỗng nhiên hóa thành hình người. Michiki không nhịn được lên tiếng hỏi tại sao lại xâm lược trái đất. Rất nhanh đối phương đã đưa ra đáp án, là do con người hại chúng trước, sau đó nó lại hòa vào trong chùm sáng. Lúc này Michiki không còn bình tĩnh được nữa, bởi âm thanh mà chùm sáng kia phát ra lại là tiếng của cô bạn gái đã khuất của Michiki. Cô không kìm được nỗi nhớ nhung mà đưa tay ra sờ vào nó. Vật thể phát ra năng lượng kia bảo Michiki cởi bao tay ngăn cách tín hiệu. Michiki không hề nghĩ ngợi cởi bao tay ra. Nhân viên nghiên cứu ở trong phòng điều khiển chứng kiến cảnh này cảm thấy rất bất ngờ. Mới đầu họ chỉ nghe thấy Michiki tự nói một mình, sau đó cô cởi bao tay ra. Rất rõ ràng Michiki đã bị vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng mê hoặc. Khi thấy điện áp đầu của Michiki có biến động cực lớn, lúc này mọi người mới nhận ra chuyện này không bình thường. Họ lập tức khởi động hệ thống an toàn kéo Michiki từ bên trong ra. Chuyên gia sức khỏe Maya vội vàng đến hỏi thăm tình hình. May mà Michiki vẫn chưa mất đi ý thức. Hơn nữa, trong những bài kiểm tra sau này cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường. Nikhil vô cùng sốt ruột, anh hỏi Michiki còn có thể tiếp tục làm việc được không? Maya đứng bên cạnh nghe xong rất tức giận, cô gọi Nikhil ra ngoài nói chuyện riêng. Anh nhìn cánh tay Michiki đang không ngừng run rẩy, như vậy có giống người bình thường chút nào không? Lẽ nào anh muốn hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng trở nên ngờ nghệch, mất hết lý trí như những nhà khoa kia hay sao? Nikhil không dám phát biểu. Nào ngờ Michiki kiên quyết nói rằng mình không sao hết, cô vẫn muốn đến gặp vật thể ngoài hành tinh kia. Đối phương mô phỏng người cô yêu quá chân thật, ngay cả những kỷ niệm trước kia của hai người nó cũng biết hết. Không lâu sau Michiki mặc đầy đủ đồ bảo hộ, cô tiếp tục xuất hiện trước mặt vật thể phát ra ánh sáng kia. Lần này nó thẳng thắn hơn trước rất nhiều, nó bảo cô cởi mũ bảo hiểm ra. Michiki không hề do dự làm theo lời nó. Khi xúc tu của chùm sáng chậm chậm đến gần, cô chỉ cảm thấy mình đang đứng trên bờ biển đầy nắng, nhìn cô bé ở bên cạnh vui vẻ chơi đùa. Michiki biết mình đang ở trong ký ức hồi nhỏ của người yêu. Trong đầu Michiki có một âm thanh nói với cô rằng, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời, hy vọng Michiki buông bỏ mọi thứ mà ở lại đây bầu bạn với nó. Michiki trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, môi hơi mỉm cười, có vẻ như cô muốn đồng ý với lời đề nghị kia. Những đồng đội của Michiki trong phòng nghiên cứu vô cùng căng thẳng, bởi vì sóng não của Michiki đã hoạt động đến mức giới hạn. Lúc họ đang cân nhắc có nên lôi Michiki về không, thì một đồng nghiệp nam tinh ý phát hiện, bàn tay của Michiki không phải run lên một cách vô thức, mà cô đang truyền đạt tới mọi người mật mã cốt. Sau khi phiên dịch ra sẽ nhận được 4 chữ, tăng mức độ nhỡ sóng. Hóa ra những biểu hiện của Michiki ở trong ảo ảnh đều do cô diễn, tất cả mọi người lập tức hiểu ý của cô. Nhân lúc chùm sáng đang tập trung đối phó với Michiki, bọn họ lập tức điều chỉnh máy làm nhiễu sóng từ trường lên mức tối đa. Không gian ảo ảnh nơi Michiki đang ở đột nhiên dừng lại. Mấy chùm sáng kia giống như bị chọc giận, một lần nữa phát ra tiếng hét chói tai. Chẳng mấy chốc nó đã biến thành vật thể nhỏ bé bằng móng tay. Hóa ra đây mới là cơ thể thực sự của người ngoài hành tinh. Bóc hết tất cả những lớp ngụy trang không chỉ khiến nó hiện nguyên hình, ngay cả tín hiệu mà nó phát ra cũng bị máy nghe lén thu được hết. Sau đó Michiki nói mình có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Chỉ cần nghiên cứu thêm cô sẽ có thể nói chuyện được với người ngoài hành tinh. Những người này vốn dĩ đều là các chuyên gia hàng đầu trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng sau khi họ nghiên cứu vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng, hầu hết đều có dáng vẻ như bệnh nhân bị bại não, thỉnh thoảng cơ thể họ sẽ rung lên. Mọi người theo bản năng cho rằng đây là phản ứng vô ý thức của cơ bắp, nhưng nhà khoa học Michiki lại không nghĩ thế, cô là người duy nhất có thể giữ được tỉnh táo. Sau khi tiếp xúc với vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng, cô cho rằng sinh vật ngoài hành tinh vẫn luôn dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt để giao lưu với thế giới bên ngoài. Vào lúc Michiki muốn phá giải và nắm được cách sử dụng ngôn ngữ ngoài hành tinh, cô để ý đến những động tác của các nhà khoa học bị bại não, nó có tần số tương tự với tiếng của người ngoài hành tinh. Michiki xuất hiện một suy nghĩ táo bạo, lẽ nào các nhà khoa học đang dùng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh để nói chuyện với bọn chúng sao? Người phụ trách căn cứ Nikhil không chịu nổi nữa, chưa kể đến phương pháp phân tích này có đúng hay không. Cho dù có thể nắm được cách sử dụng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, lẽ nào có thể khuyên chúng ngừng xâm lược trái đất hay sao? Sắc mặt Michiki có chút hụt hẫng, tư duy của một nhà khoa học khiến cô đi vào ngõ cụt. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra điểm yếu của người ngoài hành tinh và cho chúng một phát chí mạng. Anh chàng lính đã xuất ngũ tên Chef Anti lúc này đang cùng Rose thăm dò bí mật của người ngoài hành tinh. Mục tiêu đầu tiên của họ đương nhiên là cánh đồng ngô, nơi có một lượng lớn người dân mất tích. Chef Anti phát hiện có rất nhiều quả đang bay vòng vòng trên không trung.
gạt hết những lá khô dưới đất ra thì những hạt đất cát bỗng dưng rung chuyển nhẹ nhẹ. Điều này chứng minh gần đó có nơi phát ra từ trường cực lớn. Check Anti có cảm giác dường như mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng khi tìm kiếm khắp mọi nơi xung quanh vẫn không thấy có gì khác thường. Sau khi về chỗ ở, hai người sắp xếp lại manh mối. Rose đánh dấu những nơi người dân mất tích lên trên bản đồ. Check Anti càng nhìn càng thấy quen. Sau khi nối hết tất cả các địa điểm với nhau, nó trùng khớp với hình xoắn ốc mà Casper vẽ. Check Anti cho rằng trung tâm của hình xoắn ốc sẽ chứa điều gì đó đặc biệt. Thế là hai người tiếp tục lên đường. Họ đi theo bản đồ vào trong một cánh đồng ngô rộng lớn. Không ngờ nơi này đã bị một lượng lớn binh sĩ bao vây. Điều này đã chứng minh chính giữa đường xoắn ốc có ẩn chứa bí mật rất lớn. Hai người cẩn thận tiến về phía trước thăm dò. Lính canh ở nơi này nhiều hơn những nơi khác rất nhiều. Muốn lẻn vào trong là chuyện bất khả thi. Ở bãi đất trống giữa nơi này có một cái hố cực lớn. Xung quanh không ngừng có binh lính đang thăm dò thứ gì đó. Check Anti trốn trong góc tò mò rốt cuộc ở dưới cái hố đó có chứa thứ gì. Để giải đáp thắc mắc trong lòng, anh quyết định bằng mọi giá phải đi xuống đó xem sao. Chuyển cảnh, vài chiếc xe quân sự trên đường về căn cứ bị một đám quạ chắn ngang đường. Binh sĩ dẫn đầu đoàn xuống xe nổ súng bắn chỉ thiên để đám quạ bay đi. Check Anti trốn trong cánh đồng ngô vội vàng đứng dậy chui xuống gầm của chiếc xe quân sự đi. Sau cùng. Cùng lúc đó, nhóm Anissa sau khi thành công đi qua vòng vây của đám sinh vật ngoài hành tinh, cuối cùng họ cũng đến gần khu quân doanh. Con gái của cô Sarah rất có thể ở trong này. Đối mặt với một lượng lớn lính canh, Harley lên tiếng bảo lùi, việc cứu một người có thể sẽ khiến tất cả mọi người mất mạng, chuyện này họ không có lợi. Nhưng thủ lĩnh Black kiên quyết ủng hộ Anissa, anh cũng có lý do cho riêng mình. Nguyên tắc khiến mọi người trong nhóm phản quân đoàn kết lại với nhau, chính là không bỏ rơi bất cứ ai, điều này quan trọng hơn vài mạng người nhiều. Cuối cùng cả nhóm cũng xóa bỏ ý định bỏ cuộc, nhưng muốn cứu được người trong quân doanh bắt buộc phải nghĩ ra kế sách hoàn hảo nhất. Ngay sau đó, con trai của Anissa tiếp cận binh sĩ, cậu nói mình đang bị ốm, cần phải điều trị gấp. Sau khi tách đám binh sĩ ra, nhóm phản quân Mai phục lập tức ra tay, thành công chiếm được lối ra vào. Luke nhanh chóng chạy vào bên trong, nhấn chuông cảnh báo. Anissa lái xe kịp thời chạy đến, giữa đường không hề ngừng lại, cô đâm thẳng đến trung tâm doanh trại. Động tĩnh lớn như vậy chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của tất cả binh sĩ. Khi bọn họ bao vây xung quanh Anissa, tất cả thành viên của nhóm phản quân nhanh chóng lao đến tóm gọn tất cả binh sĩ. Anissa lập tức tìm người đứng đầu nơi này, cô muốn hỏi tung tích của con gái mình, không ngờ đối phương là người rất cứng đầu. Anh ta nói rằng những thứ đó là bí mật quân sự, cho dù chết cũng không tiết lộ. Sau đó anh ta còn cười nhạo nhóm người Clash, nếu không phải đa số binh lính ra ngoài đối phó với sinh vật ngoài hành tinh, thì nhóm các người sao có thể chiếm được doanh trại. Anissa không thèm quan tâm đến những điều đó, cô nhìn thấy nét chữ của con gái để lại trên bức tường sau một cái giường, cô chắc chắn con gái mình từng đến đây. Sau đó Anissa lấy từ trong tủ ra một ống thuốc Magic Inoxid, cô nói mỗi người chỉ cần tiêm vào người 60ml, cho dù Thượng Đế có đến cũng không cứu được. Cảm nhận được ý định diệt người của Anissa, vị quân quan này cuối cùng cũng cảm thấy sợ, anh ta vội vàng nói với mọi người Sarah được đưa đến Oklahoma. Anissa không thể nào hiểu nổi, cũng không biết tại sao phía quân đội lại làm như thế. Quân quan nói đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Mà lúc này, Check Anti đã thành công đột nhập vào bên trong doanh trại. Anh trốn phía sau đống đồ trùng hợp thấy vài tên lính đưa cô bé Sarah đến. Một trong số họ còn bê viên khoáng thạch, ngoài hành tinh cẩn thận đi vào căn phòng bí mật. Check Anti không hơi đâu để ý đến những thứ này, khó khăn lắm mới chờ được đến tối. Sau khi nhẹ nhàng hạ gục vài tên lính canh, anh lén chạy đến bên cạnh cái hố hình tròn, sau đó nhanh chóng leo xuống cầu thang. Nào ngờ sau khi xuống đến nơi, Check Anti mới thấy ở đây còn có một cánh cửa nữa đi xuống sâu hơn. Anh đang chuẩn bị mở nắp đi xuống dưới, thì một lượng lớn binh sĩ xuất hiện bắt quả tang. Binh lính áp giải anh vào một phòng thí nghiệm bí mật. Khi đi qua hành lang, Check Anti nhìn thấy trong một căn phòng có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi, trên mặt họ không hề có biểu cảm. Không phải đây là những người dân bị mất tích sao? Đáng tiếc là anh không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Không lâu sau anh bị đưa vào phòng thẩm vấn. Do Check Anti từng làm việc trong quân đội nên anh có không ít đặc quyền. Anh có thể nói chuyện với người chỉ huy cao nhất ở căn cứ này. Check Anti nóng lòng nói ra điều mình đang thắc mắc, những người dân bị mất tích bị làm sao thế này? Người chỉ huy nói những người đó đều bị người ngoài hành tinh bắt đi, nhưng sau đó họ lại được phía quân đội cứu về, còn cứu bằng cách nào đó là bí mật quân sự. Check Anti thấy đối phương chuẩn bị rời đi, anh vội vàng nói mình có thể giúp quân đội thăm dò bí mật. Người chỉ huy lắc đầu, ông không cần một binh sĩ không chịu nghe chỉ huy. Một bên khác nhóm The Miller đi tìm Casper, lúc này họ đã đến được đích đến ở Paris, đáng tiếc cảnh tượng phồn hoa trước đây đã không còn. Một góc nhỏ trong thành phố dán đầy những thông báo tìm người, trong lòng The Miller có chút chua xót, mỗi bức ảnh ở đây đại diện cho một gia đình bị tan vỡ. Nghĩ đến chuyến hành trình của mình cũng ngập tràn nguy hiểm, bọn họ lần lượt đi tìm ghi chú, ngộ nhỡ sau này gặp chuyện bất trắc, cũng coi như họ để lại di ngôn cho gia đình của mình.
Sau khi dán những tờ giấy lên tường, cả nhóm tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện trung tâm. Không ngờ nơi này đã thành một bãi chiến trường, dưới đất còn có không ít xác của binh lính, chắc chắn trước đó nơi này đã bị người ngoài hành tinh tấn công. Giờ Miller có chút đau lòng, có vẻ như Casper không có ở đây. Những người bạn kích động ôm chầm lấy nhau, họ có thể gặp lại nhau trong bệnh viện hoang tàn như thế này đúng là một kỳ tích. Casper cũng không biết gì về chuyện này hết, còn bị sinh vật ngoài hành tinh đánh thức. Những người khác trong bệnh viện có lẽ đã trốn thoát hoặc bị diệt chết, chỉ có Casper không bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công. Nhìn những bức tranh trên tường, cậu nhớ lại trong bệnh viện còn có những người bạn tương tự như mình, rất có thể họ đã bị quân đội đưa đi. Giờ Miller không quan tâm đến chuyện này, cô bé vội vàng hỏi làm thế nào có thể đánh bại sinh vật ngoài hành tinh. Casper cũng không có kế hoạch cụ thể, nhưng trong đầu cậu dường như cảm ứng được vị trí của đồng đội. Có lẽ kết hợp mọi người lại mới là yếu tố mấu chốt để đánh bại người ngoài hành tinh. Giờ Miller quyết định lên đường tìm nhóm những đứa trẻ bị đưa đi, mặc dù đích đến cách chỗ bọn họ đang ở không xa, nhưng giữa đường họ phải đi xuyên qua khá nhiều những khu vực nguy hiểm. Sinh vật ngoài hành tinh có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi khiến hành trình của mọi người gặp nhiều trở ngại, may mà có siêu năng lực của Casper hỗ trợ, lúc nào vào thời khắc nguy hiểm, họ cũng có thể chuyển nguy thành an. Sau một ngày một đêm di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng cả nhóm cũng đến một căn hầm dưới lòng đất. Casper chắc chắn những đứa trẻ đặc biệt đó đang ở trong này. Quả nhiên trong mật thất cách đó một bức tường, những đứa trẻ đang viết, đang vẽ, đồng loạt ngẩng đầu lên, dường như chúng cũng cảm nhận được Casper. Lúc hai nhóm người gặp nhau, mọi người đồng loạt ngạc nhiên. Loại tâm linh tương thông này không thể giải thích bằng khoa học. Chỉ có điều nơi ẩn náu của người ngoài hành tinh quá hư ảo, bọn họ không thể nào xác định được chính xác vị trí. Nhưng lần này có Casper dẫn đầu, mọi người dường như tìm thấy sức sống bắt đầu vẽ. Họ đem những gì hiện lên trong đầu tái hiện lại trên giấy. Nhân viên nghiên cứu bên cạnh vô cùng hào hứng, tin chắc không lâu sau họ sẽ tìm được nơi ẩn náu của người ngoài hành tinh. Bên phía căn cứ phi thuyền, lúc này Michiki đang chuẩn bị đấu trí đấu dũng với vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng. Đột nhiên hệ thống chuyển đến thông báo nhắc nhở bộ đồ bảo hộ được làm riêng cho Michiki gặp sự cố. Người phụ trách Nikyu bên cạnh thấy vậy nổi trận lôi đình, anh lập tức đến tìm chuyên gia sức khỏe Maya. Đối phương có phải cố ý phá hỏng đồ bảo hộ của Michiki đúng không? Maya sẵn lòng thừa nhận, bởi với trạng thái tinh thần của Michiki lúc này, nếu tiếp tục chạy đến nói chuyện với vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương vĩnh viễn. Nhưng lúc này Nikyu áp lực nặng nề, nếu như vẫn không tìm ra cách đối phó với người ngoài hành tinh, thì căn cứ nghiên cứu của anh sẽ bị liên minh tiếp quản. Maya cũng bất chấp tất cả nói lẽ nào mặc kệ chuyện sống chết của Michiki sao, có giỏi thì anh tự đi đi. Không lâu sau, tiếng chuông cảnh báo trong căn cứ vang lên. Michiki phát hiện ra chuyện vội vàng chạy đến phòng giám sát, khi ấy cô mới biết Nikyu thực sự đích thân đối mặt với vật thể ngoài hành tinh. Bên này Nikyu đã phát điên, không ngờ anh lại điều chỉnh mức độ gây nhiễu từ trường lên mức tối đa, nhất thời cả căn cứ bị rung lắc cực mạnh. Không chỉ có căn cứ mà Chef Anti đang ở căn hầm cũng bị rung lắc theo. Thao tác này của Nikyu khiến mười mấy khu vực khác nhau xảy ra động đất cực mạnh. Michiki trong ngăn cứ nghiên cứu cho rằng cứ tiếp tục như thế này không phải cách hay, thế là cô đi thẳng vào trong đối mặt với vật thể ngoài hành tinh mang năng lượng. Khi đối phương muốn cưỡng chế dung hợp cô, Michiki điều chỉnh mức độ nhiễu sóng lên cao nhất, đợt tấn công đột ngột như thế khiến nó bị thương nặng, một đợt thảm họa động đất trên toàn cầu cứ như vậy bị xóa bỏ. Nhưng liên minh toàn cầu không dám buông lỏng cảnh giác, bọn họ cho rằng vành đai động đất xuất hiện trước đó rất có thể là nơi ẩn náu của phi thuyền ngoài hành tinh. Người phụ trách yêu cầu được nói chuyện với Michiki ở phòng nghiên cứu ngay lập tức. Chuyên gia sức khỏe Maya bất lực lắc đầu, trạng thái tinh thần của Michiki đáng báo động không thể đảm nhiệm bất cứ công việc nào nữa. Quả nhiên Michiki thực sự phát điên, ban nãy cô vừa tiếp xúc gần với nguồn năng lượng, cô mơ hồ cảm nhận được nơi phát ra tín hiệu ngoài hành tinh, đáng tiếc cơ thể cô quá mệt mỏi, đến cầm bút cũng không cầm nổi. Maya khuyến khích Michiki nên nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cô đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như thế, chỉ cần tìm được lối vào của nguồn phát ra tín hiệu, nói không chừng họ chỉ cần một đòn là có thể đánh bại cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Nhìn những con chim bay vòng tròn trên bầu trời, Michiki cho rằng tất cả các sinh vật ngoài hành tinh kết nối với nhau thông qua tín hiệu. Thế là cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo, chỉ cần đem cơ thể mình kết nối với mạng lưới đó, vậy cô sẽ tìm được lối vào của nguồn phát tín hiệu. Một bên khác, Casper cũng có suy nghĩ tương tự. Trong trận động đất khi nãy cậu cảm nhận được một cột sáng rất rõ ràng, có lẽ nơi đó chính là hang ổ của người ngoài hành tinh. Trước đó Casper dẫn đầu những đứa trẻ ghép thành một bức bản đồ chưa hoàn chỉnh, đây là bọn họ dựa vào tâm linh tương thông, để định vị sơ lược vị trí hang ổ của người ngoài hành tinh, muốn tìm được lối vào hang ổ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Casper quyết định một lần nữa vào trong ảo ảnh để kết nối với sinh vật ngoài hành tinh. Bên này Michiki nhớ đến lời dụ dỗ của vật thể ngoài hành tinh phát ra năng lượng, chỉ cần mở lòng ra để thông tin truyền đến não, cô sẽ có thể kết nối với mạng lưới truyền tin kia. Michiki không hề do dự chậm chậm nhắm mắt lại, những mạch màu đỏ giống như chìa khóa liên kết giữa vạn vật.
Một giây sau, cô liền đến một không gian kỳ lạ. Bức tường xung quanh phát ra ánh sáng màu lam yếu ớt. Michiki tò mò đưa tay chạm vào tường, từng chuỗi tin tức tố lan ra. Vào lúc Michiki đang bất ngờ thì đối diện có bóng người, cô vội vàng đi vòng qua đó xem sao. Hóa ra đó là Casper vừa đặt chân đến đây, cậu nói mỗi lần kết nối mình đều đến đây. Nơi này giống như nút tổng liên kết sinh vật ngoài hành tinh ở khắp mọi nơi, mà luồng sáng ở chính giữa có lẽ là vị trí tàu mẹ của người ngoài hành tinh. Một giây sau cả hai người đồng thời quay về hiện thực, Casper vội vàng liên lạc với người phụ trách kể hết những gì mình vừa phát hiện. Bây giờ có thêm sự giúp đỡ của Michiki, cậu đảm bảo có thể tìm được lối vào hang ổ của người ngoài hành tinh ở thế giới hiện thực. Chỉ cần phái người tiêu diệt hang ổ đó, chắc chắn có thể hoàn toàn đẩy lùi cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh. Bên này Anissa khó khăn lắm mới được quân quan đứng đầu nói cho biết, con gái cô được đưa đến căn cứ ở Oklahoma. Thủ lĩnh của nhóm quân phản loạn Black bằng mọi giá, cũng giúp Anissa cứu được con gái. Thực ra hai người không biết thứ nhân viên nghiên cứu cảm thấy thích thú nhất vẫn là mảnh khoáng thạch trên người Sarah, chúng có thể tiêu diệt được sinh vật ngoài hành tinh. Lúc này một chiếc xe quân đội di chuyển đến chốt Oklahoma, trong xe toàn quân phản loạn đóng giả làm quân đội. Dưới sự phối hợp của quân nhân, bọn họ thành công qua chốt, tiếp đến phải suy nghĩ làm thế nào có thể vào trong căn cứ cứu người. Con trai của Anissa chắc chắn cô bé Sarah đang ở gần đây, cậu đã cảm nhận được vị trí của mảnh khoáng thạch. Nhóm người Clash đã lên kế hoạch từ rất sớm, bắt đầu điên cuồng ném bom để gây tiếng động. Những binh sĩ trong căn cứ nghe thấy tiếng nổ vội vàng chạy vào cánh đồng ngô để tìm kiếm. Nhóm người Clash cách đó không xa nhẹ nhàng xử lý hết số lính canh ít ỏi, thuận lợi mở được cửa phòng thí nghiệm. Không ngờ ở dưới này có không gian rất lớn, Sarah vẫn chưa được tìm thấy. Bọn họ đã tìm được nhóm chép anti bị nhốt trong phòng giam. Sau khi biết mục đích của Anissa khi đến đây, anh vội vàng nói mình từng gặp Sarah, có thể đưa mọi người đi cứu người. Hai người không xung đột về lợi ích, Anissa dứt khoát thả người. Chép anti đoán rất có thể Sarah đang ở phòng y tế, nào ngờ giữa đường bị binh lính canh giữ căn cứ phản kháng. Anh đòi lấy vũ khí của Anissa nói mình sẽ ở đây chiến đấu, bảo cô đi đường vòng đi cứu con mình. Nhưng cô vẫn chậm mất một bước, Sarah đã bị chuyển đi nơi khác rồi. Anissa lần theo manh mối nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của con. Thế là cô liên tục nổ súng khiến khung cảnh hỗn loạn, nhân cơ hội chạy đến gặp lại con gái. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, dưới lòng đất đã bị vô số nòng súng chĩa thẳng vào người. Một bên khác sau khi chép anti thoát khỏi đám linh, anh lập tức đến hành lang lối vào. Khi nãy anh bị bắt vào đây đã nhìn thấy nơi này có rất nhiều người dân mất tích, quả nhiên đám người kia vẫn ngồi im tại chỗ không động đậy. Rose không dám tin vào những gì mình vừa thấy, bọn họ là những người hàng xóm trong thị trấn mà cô vất vả tìm kiếm bấy lâu. Chép anti biết những người này đều bị người ngoài hành tinh bắt đi, nhưng anh không biết tại sao họ lại xuất hiện ở đây. Bây giờ muốn cứu họ ra ngoài còn khó lên trời, tốt nhất nên quay về thị trấn rồi tính sau. Cả nhóm vừa đi ra khỏi phòng, chép anti đột nhiên dừng, anh vừa nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Khi bước từng bước lớn vào trong phòng họp, anh bất ngờ đến mức đứng chôn chân tại chỗ, bởi trên màn hình là khuôn mặt của Casper. Cậu bé cũng rất bất ngờ, trước kia hai người từng cùng nhau đối phó với người ngoài hành tinh. Người phụ trách căn cứ quân sự định hạ lệnh bắt chép anti, Casper vội vàng cản lại, anh ấy là người từng cứu mạng tôi. Chép anti cho rằng tất cả mọi chuyện đã được định mệnh sắp đặt. Trước kia căn cứ theo những bức vẽ của Casper tìm đến đây, bây giờ Casper tìm ra lối vào tàu mẹ của người ngoài hành tinh, anh nhất định phải vào trong tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhưng người phụ trách liên minh dứt khoát từ chối, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, họ không thể phái một binh sĩ không nghe lời đi vào trong. Một bên khác quân phản loạn cứu người thất bại, thông qua bộ đàm, họ cũng biết phía quân đội chuẩn bị tấn công vào hang ổ của người ngoài hành tinh là tàu mẹ. Bọn họ quyết định rút quân, không làm vướng chân vướng tay vào thời khắc quan trọng thế này. Cậu bé Luke dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu đi ra ngoài cảm nhận thật kỹ, sau đó mắt mở to. Luke nhận thấy một lượng lớn sinh vật ngoài hành tinh đang tập trung về phía thị trấn, rất có khả năng là quay về bảo vệ tàu mẹ. Lúc mọi người do dự không biết có nên đến giúp đỡ không, thì quân liên minh đã bao vây nơi này. Luke vô cùng lo lắng vội vàng chạy ra ngoài nắm chặt tay lại, không ngờ cậu có thể khống chế một sinh vật ngoài hành tinh hiện hình. Clash vội vàng ra ngoài giải thích Luke có khả năng khống chế sinh vật ngoài hành tinh, hay là chúng ta đừng đấu đá nhau nữa, cùng nhau hợp sức chống lại kẻ địch bên ngoài được không? Một lát sau Luke dẫn đầu nhóm binh sĩ cùng quân phản loạn đến thị trấn gần đó. Khi ấy không cần Casper định vị nữa, nơi tập trung nhiều sinh vật ngoài hành tinh nhất chính là lối vào tàu mẹ. Quả nhiên không lâu sau một vụ nổ lớn vang lên, tất cả sinh vật ngoài hành tinh lần lượt hiện hình, binh sĩ lập tức nổ súng khống chế chúng. Chép anti không chịu yếu thế, anh nhặt mìn dưới đất lên không ngừng ném. Một lần nữa Luke lại phát động khả năng khống chế. Những đứa trẻ đặc biệt trong tầng hầm cũng tham gia vào trận chiến. Họ tung một đòn khiến sinh vật ngoài hành tinh bị thương nặng. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phi thuyền ngoài hành tinh, Michiki nhắm mắt lại suy nghĩ, cô đã liên kết với lối vào thuyền mẹ và nhìn thấy tình hình của thị trấn.
Tiếp điều cô phải làm chính là phát tín hiệu để lối vào tàu mẹ hiện ra. Bao nhiêu ngày nghiên cứu tín hiệu cuối cùng cũng đến lúc phải dùng đến. Michiki thành công khiến lối vào tàu mẹ xuất hiện trước mặt mọi người. Loại năng lượng này Luke không thể nào điều khiển nổi. Anissa chuẩn bị tiến đến nhưng Clash đã nhanh chân hơn, đưa cậu bé đến nơi an toàn. Tiếp đến là đội đặc chủng làm nhiệm vụ, bọn họ mặc bộ đồ bảo hộ được chế tạo riêng, tay cầm mảnh khoáng thạch bước thẳng với phía lối vào của tàu mẹ. Có lẽ trận chiến chống lại sinh vật ngoài hành tinh kéo dài suốt 3 tháng sẽ dừng lại nhờ ba người họ. Nào ngờ một giây sau chùm sáng màu đỏ rung lắc cực mạnh, ba chiến sĩ vừa bước vào đã bị hất phăng ra ngoài. Michiki trong phòng nghiên cứu nhíu mày đau khổ bò dưới đất, cô nói lúc này mình không thể nào khống chế được lối vào, trừ khi loại bỏ tất cả ký ức hoàn toàn thả lòng bản thân. Điều này có nghĩa Michiki sẽ trở thành một người sống không có tư duy, nhưng cô không ngăn cản bởi có thể đây là cơ hội cuối cùng của loài người. Mà Chef Anti trong thị trấn cuối cùng cũng có cơ hội tham chiến, anh không hề do dự cởi bộ đồ bảo vệ của lính đặc chủng ra. Trưởng quan của căn cứ quân sự không cản Chef Anti nữa, ông đưa cho anh mảnh khoáng thạch. Có lẽ tất cả mọi thứ đã được định mệnh sắp đặt từ trước, Chef Anti mới là người chấm dứt tất cả mọi chuyện. Khi anh bước vào lối vào tàu mẹ, chùm sáng đỏ đen không hề thay đổi, điều này chứng minh Michiki thành công duy trì ổn định lối vào. Nhưng cái giá cô phải trả cũng vô cùng đau đớn, khi cô không còn ý thức ngã ra đất, lối vào tàu mẹ một lần nữa biến mất trước mặt mọi người. May thay Chef Anti đã thành công vào không gian của tàu mẹ, anh thử mảnh khoáng thạch, quả nhiên thứ này có thể đối phó với vật thể ngoài hành tinh mang năng lượng. Sau đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau, đó chính là Casper đã đứng đợi ở đây từ lâu. Lần này không phải nói nhiều, hai người đồng đội cũ lại hợp tác cùng nhau đi về phía tàu mẹ ở trung tâm. Trên đây là toàn bộ nội dung mùa 1 và mùa 2 của bộ phim Cuộc Xâm Lăng. Nếu các bạn thấy hay đừng quên ấn nút đăng ký, không thể thiếu nút like để theo dõi những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại!